Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, hôm nay Phật tử chúng con có duyên sự đầu thành bạch lễ, xin tắc bạch. Thật là một phước duyên vô cùng thù thắng, Phật tử chúng con ở vùng Atlanta, Georgia và vùng phụ cận, được Thượng Tọa Giảng Sư hứa khả và giúp cho chúng con tổ chức một khóa tu giao duyên. Hôm nay là ngày thứ hai, giờ đây đạo tràng đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con xin thỉnh Thượng Tọa Giảng Sư cùng tăng đoàn quang lâm đạo tràng để hướng dẫn chúng con chương trình tu học, cho chúng con được ân tiêm công đức. Xin Thượng Tọa ban cho chúng con vài lời thực Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi là tỳ kheo Thích Thông Lai. Đây là lần thứ hai tôi trở lại thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia, ở một cái tiểu bang miền đông Hoa Kỳ, ở gần kế bên là Florida và Alabama, một cái nơi Phật Pháp cũng được lưu truyền đến đây. Nhưng mà tôi được biết không có nhiều khóa tu, nhất là khóa tu xuất gia giao duyên. Lần đầu tiên đi vào lịch sử ở một cái vùng đất không có nhiều người Việt, và cũng do duyên lành nhiều đời mà các Phật tử hội tụ tại đây. Những Phật tử vì gia duyên ràng buộc không thể sống cuộc đời các á ly gia, tôi phụng trì với giáo lực Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật trong thời gian còn tại thế. Có một vị Bà La Môn say rượu đi lạc vào tịnh xá Kỳ Viên và xin xuống tóc xuất gia. Lúc đó tất hàng trưởng lão như là Ca Diết, Xá Lợi Phất, một Kiền Liên đều không nhận một cái người say rượu vào tăng đoàn. Thì lúc đó Đức Bổn Sư từ trong tịnh thất ra lệnh cho Tôn giả A Nan và nói mời cái vị Bà La Môn say rượu đó vào để mà ngài cho xuống tóc để tập y tỳ kheo. Cái chuyện này nó làm cho tất cả đại chúng đều ngạc nhiên. Và sáng hôm sau, cái ông tỳ kheo say rượu bắt đó chỉ đó, ông tỉnh rượu và ông nhìn thấy đầu không có tóc và mình mặc áo cà sa, và ông mới đứng dậy và tìm Phật và bắt đền Cồ Đàm. Cồ Đàm, tại sao cạo đầu và đắp y cho tôi? Tôi đâu có muốn tu. Thì Phật nói ngày hôm ông uống rượu và ông đòi xuất gia, Như Lai vì lòng từ bi gieo cái nhân xuất gia cho ông nên Như Lai đã thí pháp cho ông. Còn bây giờ ông không muốn tu cuộc đời sa môn thì Như Lai sẽ xả giới cho ông. Sau khi xả giới xong thì Tôn giả A Nan mới thắc mắc bẩm Như Lai, tại sao lại cho một người sai vào tu có một ngày một đêm rồi lại xả giới? Phật nói rằng có những người tỉnh cả trăm năm chưa biết xuất gia, một tên say rượu nó biết phát tâm đến với đạo pháp, với cái nhân duyên này vô lượng kiếp không mất. Nương theo lời Phật dạy thời xưa, tôi phụng hành theo cái hệ thống Bali là Nam Tông. Dù rằng tôi là một tỳ kheo trong hệ thống Bắc Tông, nhưng tôi thấy cái công đức mà xuất gia giao duyên nó rất là hữu ích. Thứ nhất, hiện đời Phật tử được cái ân triêm công đức cha mẹ đạo hóa giảng của quý vị, nhờ có cái thân tướng đại của quý vị đắc y và hình tướng sa môn, thì những người đó cũng được ân triêm công đức, và với cái nhân duyên này vô lượng kiếp quý vị sẽ được gặp tất cả các vị thánh tăng, gặp tất cả các vị Bồ Tát, và cuối cùng gặp được Phật Di Lặc để được diệt sanh phiền não, chấm dứt tất cả những cái đường luân hồi để chúng ta được đạt tới cảnh giới Niết Bàn hay là vãng sanh về cái phương cực lạc. Hôm nay với cái duyên lành, chúng tôi thấy rất nhiều Phật tử ở Atlanta, Alabama, North Carolina, South Carolina, Florida và các Phật tử ở nhiều tiểu bang ở Hoa Kỳ như California, Washington, Oklahoma và nhiều lắm, tôi không nhớ hết, đã hội tụ về cái đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh này để làm nên lịch sử một phát tu xuất gia giao duyên ở một nơi cộng đồng người Việt đông không đông bằng Cali, lớn không lớn bằng Texas, nhưng mà có trái tim và cái tấm lòng rất là quý kính Tam Bảo. Hôm nay tôi nguyện đem tất cả những gì học hỏi trong tâm tạng kinh điển để đến đây đem mưa pháp đến cho tất cả các hàng tỳ kheo xuất gia và các tỳ kheo ni xuất gia
sa di xuất gia trường kỳ, sa di ni xuất gia trường kỳ và những sa di ni xuất gia đoạn kỳ cùng các Phật tử Thọ Bát Quan Trai trong 3 ngày tu học hôm nay để đều được mở ban trí huệ và cuối cùng nguyện cho tất cả các vị trong pháp hội hôm nay sau khi hoàn mãn sẽ được tất cả những hoạch kiết tường và cha mẹ của quý vị còn hiện đời được hưởng ân chiêm công đức để mà tuổi thọ miên trường, tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ. Riêng của quyền thất tổ, cha mẹ của quý vị đã quá giảng, nhờ công đức này được tóc xả mê đồ, siêu sanh tịnh độ. Nam mô công đức lâm Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Trên đây thượng tọa đã chấp khả, chúng con xin cúi đầu đặt lễ thượng tọa tam bái. Chúng con xin thỉnh thượng tọa Quang Lâm. Lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ
quốc ca Việt Nam Cộng Hòa, Vietnamese Anthem. Đồng lòng cùng đi trên cái gì thân xa, vì tương lai bất dân cùng sống và mãi chân, làm sao cho nước sống từ nay luôn vững bền, dù cho thay phận trên cơm nhau thù lương hay máu đào nghe khóc nói thơ tiếng mãi xa. Và có thể là cả cuộc đời của họ. Giờ đây những người đã hy sinh
từ năm 1954 đến năm 1975 cho những tăng sĩ Việt Nam trước 75 có thời gian đi du tu học. Giờ đây lẽ nào chúng ta có những thời giờ để tổ chức những pháp tu trang nghiêm trang trọng, chúng ta không dành được 5 phút để nhắc đến những người chiến sĩ đã nằm xuống cho chúng ta được tự do. Chúng ta không nhắc đến những người đã ở tù 5 năm, 10 năm, 18 năm để chúng ta được tự do. Giờ đây tôi xin đại diện tăng đoàn hệ thống tàu viên và 2 triệu đồng bào tị nạn cũng như hàng trăm ngàn chiến sĩ của Liên Hiệp Cộng Hòa đã từng là cụm tù cải tạo. Giờ đây chúng ta tưởng niệm những người bạn tù đã không có cơ may để trở về miền đất hứa tại Hoa Kỳ. Những người thương mến bên Việt Nam Cộng Hòa chưa đủ tiêu chuẩn tù 3 năm giờ này đang lê tấm thân tàn ở các nẻo đường ở Sài Gòn, và họ là một loại công nhân hạng bét và bị xã hội cộng sản ruồng bỏ. Giờ đây chúng ta không quên những thiếu nữ bị hãm hiếp trên đường Việt Biển, không quên những thiếu nữ bị hãm hiếp trên các rừng núi Thái Lan. Chúng ta dành một phút bằng niệm đó, hồi hướng công đức đó cho những vong linh, những chiến sĩ anh hùng, và mãi mãi sống trong lòng của người Việt Nam yêu chuộng tổ quốc và tự do. Please be seated, ladies and gentlemen. Thank you very much. Bây giờ mời tất cả các vị tăng ni xuất gia Trường Kỳ, các vị tăng ni xuất gia Đổng Kỳ và các Phật tử tham dự Pháp Tu Bắc Quan Trai 3 ngày tại thành phố Atlanta. Tiểu ban Phật gia chúng ta chắp tay niệm danh hiệu Bổn Sư để bắt đầu buổi pháp hội hôm nay. Nam mô A Bổn Sư năm 2012. Cái địa điểm là một khách sạn ở thành phố Atlanta, thuộc tiểu bang Georgia. Có sự hiện diện có rất nhiều Phật tử ở tiểu bang Atlanta, các Phật tử ở Florida, các Phật tử ở Oklahoma, các Phật tử California, Phật tử ở Washington, Phật tử ở New York, và còn thiếu ai nữa quý vị? Alabama còn thiếu đâu nữa? Florida còn thiếu đâu nữa? Oregon, Kentucky, North Carolina, South Carolina, phải không? New Jersey. New Jersey. Rồi, tôi xin gửi lời chào đến tất cả Phật tử và những Phật tử sẽ được nghe cái băng đĩa này ở trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Vì khi chúng tôi nói đó là những Phật tử họ lấy mà nói, mình không có nói cho họ cái họ buồn. Nói chung là 50 tiểu bang Hoa Kỳ, các Phật tử ở Canada, các Phật tử ở các tiểu bang Úc Châu, các Phật tử ở Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, Đài Loan, Nam Triều Tiên và Nhật Bản, và tôi cũng không quên 50 Phật tử ở một cái quốc gia rất là xa xôi là Brazil. Đó, thành ra những băng đĩa này được gửi, thành ra tôi phải có một cái lời giới thiệu. Cái đề tài tôi giảng hôm nay, từng rồi đó tôi đã đưa lên bao thóc, xin lỗi, đưa lên cái website của chùa Tổng Viên, cái tựa đề là chúng ta xây chùa để làm gì. Thì bữa nay một số Phật tử đó họ nghe cái băng đó xong ở trên hệ thống internet và trên cái website từ đồng viên, thì họ đặt câu hỏi bây giờ thầy phải giảng một cái tiếp nữa là thầy nói xây chùa để làm gì, rồi bây giờ thầy hỏi là tu sĩ xuất gia để làm cái gì, và họ nói sau khi thầy giải tỏa tu sĩ xuất gia để làm cái gì rồi thì
Phật tử tại gia đi chùa để làm gì? À, phải không? Họ muốn nói rõ cái vấn đề này. Tức là tôi đã giảng một cái đề tài đã phát lên mạng có nhiều người. Người nào đã nghe cái đề tài đó rồi? Rất là hiếm. Có mấy vị đã nghe lên online thì có nghe rồi, thấy không? Và mấy người đó thì tôi mới bỏ cái ngày tôi mới dùng ở đây cái bài giảng là ngày 23 tháng 9 thì tôi mới bỏ khoảng ngày 26 là ngày 27 tôi qua đây tôi đã bỏ trước một ngày, thành rất ít người lên online nghe được cái đó. Thì bây giờ có một số người họ nghe được, họ email cho thầy, thầy giảng được xây chùa để làm cái gì rồi. Thì bữa nay tôi cũng mất nhắc lại vậy, với cái gì vô lấy bằng dĩa đi, hình như Diệu Thanh có đâu đó xuống chưa? Có đem bằng dĩa ở đây một chút nó ra lại đấy. Và đó có cái chủ đề là xây chùa để làm cái gì, thì yêu cầu thầy khai triển tiếp là đi tu xuất gia để làm cái gì. Rồi thầy giải quyết xong cái xuất gia làm gì, rồi thầy giải quyết là mấy bà cư sĩ như tụi con đến chùa để làm gì, có phân loại là phải không. Rồi cái câu hỏi kế tiếp nữa là có một cô gái cổ tự xưng của 27 tuổi ở tại cái giọt gia Atlanta này, con là một nữ sinh viên mới vừa ra trường thuộc tiểu bang giọt gia Atlanta. À, con sẽ có mặt trong pháp hội hôm nay nhưng mà con không có cho thầy biết tên con đâu. Con có câu hỏi để con không có hỏi thầy, nhưng mà con hỏi các sư chú mà còn trẻ tuổi, những sư chú mà kêu là chưa có phải là nửa đời chu mỏ, tức là những sư chú mà từ nhỏ lớn lên đi tu, cỡ như sư chú Tệ Quang cũng kêu là nửa đời chu mỏ, sư chú Tệ Hiển cũng kêu là nửa đời mỏ chuông, không có kể những người mà như là Tệ Minh là tu từ nhỏ tu lớn lên, Tệ Hạnh cũng chưa có gia đình, phải không? Rồi ông Tệ Nhãn thì nãy nói rồi, sao ông trốn cái phòng vậy? Ông Tệ Nhãn thì cô đã hỏi thế này, ba sư chú đó được sư chú Tệ Nhãn đẹp trai không quý vị? Đẹp trai. Sư chú Tệ Minh đẹp trai không? Đứng đây cho tay coi, đứng cho cô đó cũng coi, không cỡ gì cũng ngồi trong này mà tôi không biết cô nào. Rồi kế đó là Tệ Hạnh thì có nói con kết ba chú đó rồi, tại vì con bảo đảm là giờ mình thương mấy thanh niên hoài, thứ nhất á là nó cờ bạc, thứ hai là hút thuốc, thứ ba đó là nó uống rượu, thứ tư là nó coi như nó chỉ thề, rồi nó đủ tật xấu, xấu thì giờ chi bằng á mình cua mấy cái ông thầy đó là giữ tròn 10 giới, phải không? Không sát sanh, không giết được con kiến là hiền quá, không trộm cắp, rồi còn bố thí, rồi không có coi như là dâm dục, là bảo đảm ông này không có vợ lớn gì nhỏ, rồi không có nói láo, rồi không uống rượu, rồi không nằm giường cao chiếu rộng, rồi nghĩa là không ăn xin thời, đủ thứ chuyện hết. Thành ra là con bây giờ con viết nó thí dụ, con viết một lá thư để mà tỏ tình với ba sư chú đó, ba sư chú nha. Thì bây giờ nếu mà cái sư chú đó nói nhận được cái thư tình của con, tỏ qua cái email này và chuyển đến cho thượng tọa, thì bây giờ nếu mà mấy ổng nói là mấy ổng không có cảm giác gì hết thì con xin lỗi, ông đó thuộc về loại vô tri vô giác, hay là một cái người kêu là người thực vật, hay là dùng nặng hơn là người mái, thì ông đó đi tu cũng không thành Phật. Người mái hay người thực vật tu không thành Phật. Hay là ông đó thấy con tỏ tình mà không rung động, không có rung động, thì ông đó thuộc cái loại là ông thuộc về cái người mà không có tâm, mà không có tâm thức thì tu muôn kiếp cũng không thành Phật, nhờ có tâm mới tu thành Phật. Còn nếu mà ông con cho chiếc lá thư này mà ông mừng, ông rung động, dựa cho con khen đẹp trai, con phái ông hơn có tin về đời, thì ông thuộc về cái loại là phá giới, mà phá bằng tâm giới, thì ông cũng chả có tu để thành Phật đâu. Bây giờ con xin thầy đưa cái đề tài này ra cho ba sư chú và ưu tiên thứ tự, à, sư chú nào mà lớn tuổi nhất, lớn nhất thì sư chú đã trả lời trước. Vậy ở trong này tôi mời ông Tệ Nhãn mình trả lời cho cô. Cô ngồi trong này không biết cô nào đó, con đứng lên đây. Không lớn nhất tuổi hạ, tại vì con này là lớn nhất trong căn đoàn mà cái hàng đó, chứ không có được phấn khác. Lên đây. Bây giờ con nhìn xuống con coi nha, cô nào mà đẹp nhất là cô đó. Đứng đầu bàn, đứng ngay ngắm cái cổ nhìn, cổ nào thầy cũng biết con cô, biết cổ nào đẹp trai không? Cứ gần lên nói chuyện. Thì con tỏ tình. Cũng có cổ đây. Có nhiều cổ, có ngồi trong này, cứ lựa con nào đẹp nhất, cổ nó cổ là đẹp nhất, hai tỷ cổ. Cổ nói cổ thương con á, cổ muốn con á, bây giờ con nghĩ sao? Nếu mà con nghĩa là bắt không siêu bất đầu, con không có cảm giác gì, cổ nói con là người mái, là cái người mà coi như là thực vật, người mà không có cái tâm, cái người mà chết cái ốc rồi,
tôi không thành Phật, mà nếu mà con á, ok, con rung động á, dù là một chút xíu rung động trong tâm á, dù là phi kế hoạch á, thì con cũng không thành Phật được nữa. Thì bây giờ con làm sao? Đó là cái tiền tập. Tiền tập á? Ông nói tiền ông tập. Dạ, là mạnh lắm. Rồi tức là ông này nói là ổng đập mạnh, tại vì có một người là tỏ tình. Cô đó là cô thấy con đi, thầy không có coi cuốn phim đó, cô nói là thấy con đi nhìn vô trong cái tiệm vàng, con nhìn mà con đau khổ. Bữa nay đi qua cái phố mà Hồng Kông này nó có cái tiệm người đẹp nữa, anh ta sợ con đi ngang rồi con bị động nữa. Bây giờ là con rung động hả? Rồi ông này thành khai báo cái mạng, ổng rung động. Rồi sao? Dần kể câu chuyện. Rồi chuyện này thầy kể rồi nhưng mà con kể rồi. Rồi kể đi. Có câu chuyện là có một ông thầy đó, và ông thầy đó ông tu chữ rất là chân trắng, cho nên có một thí chủ đó muốn thỉnh thầy đi về để mà thay tịnh pháp lý cho thí chủ, cho ông thầy đó tu. Thì cái thầy tịnh thác đó cho ông thầy đã tu, sau khi ông tu được 3 năm muốn ra ngoài á, thì bà này có kêu con gái đó ôm. Câu chuyện đó thì chắc là kiểu sau khi ôm xong thì ông mẹ ông xô ra, thì về nói cho bà mẹ nghe đó, rồi mẹ nói, và bà nói cho bà mẹ nghe xong rồi bà mẹ đã nói với ông thầy đó là tu theo ông cổ đá quá, cho nên tán ổng cái đuổi ra. Sau khi ổng nhẫn về ổng suy nghĩ xong rồi thì ổng mới xin bà thí chủ đó trở lại tu nữa, thì tu được 3 năm. Kỳ này bà kia cái người con gái đó ôm ổng sư đó, thì ổng sư đi giống như con đi nghỉ tay con tiên con ăn rung. Thì ổng cho là cái câu tiên con rung, rồi con đang trả lời cái câu hỏi của cô. Như vậy là ổng rơi vào cái chuyện tiên động rồi, đó là con động, phải không? Con động thì con cũng không thành Phật. Đó là vì cái cô này cũng đại động, không hẳn là động mà không thành Phật, mà dù là một cái rung động trong tâm thôi nha, vi tế hoạch á. Thành ra là con vậy là con rớt rồi, con rớt vào. Câu chuyện nó muốn nói là xin thương tôi giống như thương cái người thi chủ nha con. Xin như tôi giống như người thi chủ. Con nói cái này đó là tôi nghĩ cô nó chưa có chịu đâu, phải không? Nghĩ chưa chịu hết rồi, thấy không? Chưa hết ý, thấy không? Chưa hết ý. Rồi bây giờ cô chịu thua cho nó vừa trong việc kế. Rồi không chịu thua. Rồi đại sư huynh chịu thua chỉ nói là cái chuyện bài già lúc ăn. Cái bài già lúc ăn này đó, hãy nói cho rõ để nhiều người không hiểu, là có một cái ông thầy đó, ông phát nguyện tu nhập hết. Ông nói là ông sẽ tu trong 3 năm không chứng quả. Không chứng quả thì không có, có nghĩa là không có, có xả hết. Thì ổng tu đúng 3 năm, bà già đó bà mới cắt cho cái thách, tại sao cái núi nó đồng hàng ngày có người cứ cái lỗ đưa cơm ở trong đó, đào một cái giếng tắm và có cái nhà tù vệ sinh không ra ngoài. Đúng 3 năm cái ngày đó thì ổng gõ cửa mấy cái, ổng nói bữa nay tôi xả thách và tôi chiếm quả. Thì bà già đó bà mới kêu cái đứa con gái đó trang điểm cho đẹp, rồi vừa mở thách ra đó thì thay gì á đánh lễ đưa đồ ăn thì bà cổ nhờ là cổ ôm eo ếch ông thầy, bà cổ hỏi thầy cảm giác thế nào. Thì ổng nói tôi như là cái cây khô mọc trên núi, 3 năm tiếp đóng không có cảm giác gì hết. Thì Phật tử các nơi lệ đâu mình đón các thầy mà đã cắt người vỗ tay, hay quá thầy tôi mình chắc chắn cho bà già mà chủ mời thất cho bà mới nói, mấy bà yên đi, uổng công tôi nuôi một cái thanh niên đầy nhiệt huyết, thấy mẹ thì biết thương mẹ, thấy tiền thì biết đồng tiền, thấy cha khổ thì biết thương cha, rồi thấy nghĩa là bà con khổ cũng biết thương, bây giờ nuôi 3 năm trở thành một cái người thương vậy hả? Không nói trợ gì xã hội hết, đốt cái ăn này thôi rồi đuổi cha này đi. Thì bãi cho mình đốt cái ăn đó, thì tất cả phật tử sao mà nói tôi kỳ, ông thầy người gái ôm ông không động mà như vậy là thầy mình không động cái gì, nuôi để rồi trở thành ra một cái người mát, vậy là xong cái lòng từ bi để mà cứu độ chúng sanh. Tôi để rồi thấy con là nợ vợ con nhanh của nhà thị pháp, thà là thấy con là máu mủ của mình, vợ là người thân của mình và mẹ cha mẹ là cái nợ phải trả, còn hơn là chấp không. Hồi xưa chấp có bây giờ chấp không, như là bệnh cả, không phải là con đường trung đạo. Thầy nói là bà nói vậy đúng rồi. Thì ông thầy ông bị thất bại, ông đi xa qua và ông kiếm một cái ông thầy các ông cầu đạo. Tôi tu 3 năm rồi bị cái bà già này bả làm vậy, ông bây giờ ông về ông suy nghĩ là bà nói đúng đó.
xin lãnh lễ bả, xin bả cho cái cơ hội 3 năm đồng tiền. Thì ông thầy đó, ông có trở lại lãnh lễ cái bà già đó, tôi là tu sĩ mà tôi lãnh lễ bà và cho tôi trở lại để lấy cái dục. Thì cái dục này á, Phật tử đều biết tôi là tu hành không đàng hoàng mà bị bà già coi như là bị bán, mà tôi trả lời không được. Tôi nghĩ tôi không động tâm với gái là tôi ăn tiền, bây giờ bà nói tôi là uổng công nuôi một cái ông tỳ kheo đầy nhiệt huyết, đầy tình cảm, nghĩa là đầy cái tâm từ bi, mình trở thành là một cái người thực vật, người máy. Bây giờ tôi xin cho 3 năm tôi tìm tu để tôi nghiên cứu tại sao mà tôi bị cái thân bài danh địa này. Thì bà già bà cũng nghĩ thì tôi cho ông một cái che và cấp cái sân, và 3 năm cũng theo thời gian 3 năm trôi qua và ông cũng đến tới giờ tôi làm hết. Thì bà già kỳ này cũng mời tất cả phật tử trong làng lại coi, thì cũng sai con gái vô cô hỏi ông nghĩ thế nào, thầy nghĩ thế nào. Ông nói tôi biết, cô biết, đừng cho con mẹ bà tám nó biết. Thì khi đó bà già nó giống là hay quá, hay quá, phải không quý vị? Phải không, phải không đó. Theo mà thầy hồi nãy đó, mà thầy ở thì chị đó thầy sẽ nói khác, chứ không có nói như cái sư chú mà run quá tức là bị cô nó mất hồn mà nó lại nói chưa biết mặt ai mà cái cổ yêu mình là run rồi. Rung là có động không quý vị? Có động. Rồi bây giờ coi nhỏ đồng hàng rồi, bây giờ tới phiên người kế là để mình. Bữa nay con khóc tới mỗi miệng. Ông này chỉ cười không à, quay lên đây con. Nếu tình nhiên con có đẹp trai không mà cổ khen với đứa thầy con này không thấy con đẹp trai, mà tự nhiên nghe cô nó khen thầy thấy cũng đẹp trai thật nè. Mấy xứng dịch đưa lên đứa anh đó. Đây là coi trong cô nào đẹp với nhìn coi. Ai cũng như ai. Bây giờ cô đó cô hỏi cổ tỏ tình với tụi con á, mà cổ nói nếu mà con á mà giống như cái ông thầy hồi nãy mà nói nhập khách á, thì con thuộc về cái người mái, người thực vật, không có đáng để tự Phật, tu cũng không thành Phật, tu mà không có lòng từ bi. Rồi á mà con mà rung động như cái ông sư huynh của con á, thì cũng cái lợi nó không về sự lạc được tu khi cho ủ cho ra đời lấy vợ mất cho rồi, phải không? Và cho nó còn có ích lợi cho xã hội hơn nữa. Thì bây giờ con trả lời sao? Đưa lên đây cho con lên, ta đang thử tụi con á, đưa lên rung nữa hả? Thì đưa cho mấy con phôi lên vượt thẳng nó chứ nghiêng ngang vượt qua lửa con nào đẹp. Đưa gần lên. Trả lời câu hỏi đó, câu hỏi của con thì con sẽ phải trả lời câu hỏi. Sao người ta hỏi trước rồi con, rồi con hỏi sẵn đến lúc đó. Nếu mà lỡ tỏ chưa, cái thời tỏ tình cho con mà lỡ chưa kịp đưa mà tối đó con ngủ con đã chết rồi, cô đó có đưa hay không? Cái này cũng vui. Bây giờ tôi nhắc lại cái câu hỏi của người đệ tử của tôi. Hỏi cô nó một trả lời, lỡ mà cô giết nó thư tình mà chưa kịp xem cho sư phụ phải không? Mà nửa đêm là cô trúng gió, thì hồi hôm cô trúng gió con chết rồi. Hồi hôm đó là thấy con ngủ không được nghe, cứ ngồi lên tức xuống bàn. Thấy cô hỏi nó mà không có ngồi lên tức xuống bàn. Hỏi làm gì cho mình, không có ngủ không được, có nằm bao. Nhưng mà lúc hôm đó không đứt tim chết đó, thì cô có đưa lên không? Có đưa không? Không, chắc không đưa. Không đưa hả? Chết rồi, chết rồi. Thế thì đưa lên mà. Ông này khá không quý vị? Wow. Đó là thầy hả? Không, cái này rất là hay nhớ quý vị, để thử tạo được cho điện tử đó quý vị. Phải không? Cô này cũng hay nhớ. Nè, cô tính đàng hoàng đưa lên nó, dồn trước khi mình cứ liếc ra coi cho cô làm. Xin chào các vị Sa Di và Thông Sa Di Ni. Lớp, tôi gần lên không, nó lớp rồi. Thầy xin chào tất cả Thông Sa Di, Thông Sa Di Ni và tất cả học tử, các bạn trong pháp hội. Vì nghe nói có một cô gái đẹp muốn thử thách những người Sa Di mà mối xuất gia như tôi á, thì tôi cũng hiếu kỳ đó, không biết đẹp cỡ nào lại tôi nói như vậy, tôi cũng muốn gặp người đó. Khá không quý vị? Thiệt là ông này phải kéo mừng lên đó, ông sư huynh này nè. Người đẹp mà nói thì người ta hiếu kỳ thôi. Mà nếu đẹp mà đã tôi chấp nhận á, thì tôi thấy là tôi là cũng là rất là cá. Thì mong cô đã lên đây để tôi có thể xếp đẹp cỡ nào mà thách thố mà bạn cũng hơi giật mình.
Bây giờ thầy ví dụ nha, thầy con đó cổ, vì cổ biết rằng á, cổ là dân ở đây, mà ba má cổ á là Phật tử nữa, mà biết cổ lên á là cổ sẽ bị ba má cổ đầy, phải không? Bây giờ giả sử như bây giờ á, khi mà cổ đứng lên, ok, bây giờ thầy ví dụ như là cổ đó, cổ đứng lên, mà cổ nói giờ em chịu đứng lên, anh có chịu ra đời với em không? Rồi nó là sao? Sự thách thức đó cũng chưa công bằng, tại vì cái người mà muốn nhận ta nhận mình phải còn phải nhận công bằng. Đúng không? Đó. Rồi coi như con còn cái gì nữa chứ nói với cô đó thì cũng ngồi trong này đó. Nếu mà cô đó mà muốn chăm là đẹp á, thì hỏi thử toàn thể tất cả những người có mặt trong pháp hội này, tất cả mọi người khi mà có từ bỏ cái cuộc đời của người đời, xuống tóc trường kỳ hoặc đoạn kỳ, hình như đó mới đẹp cao nhất. Thì cái cô đó mà nó cũng làm được cái gì đó thì tôi cho cô đó đẹp nhất. Đó. Quý vị thấy vui trong thầy Phấn đầu tiên chưa? Vui rồi phải không? Thì bà Bảy Đất Đỏ sẽ lên nói một bài đề tài về mấy thầy có lên nói chuyện không? Pháp Sô hả? Sẽ nói lên, bà Tám sẽ lên nói đi. Thì tôi đặt cô là bà Tám Đất Đỏ lên cao hơn chứ. Rồi con còn nói gì nữa không? Dạ thưa con không còn nói. Rồi cảm ơn, tôi rất là vui. Bây giờ có cái chú, đi ra cái chú ra. Cái chú không nói gì nữa mà lên. Sư chú kia ứng cử trong cái chiến tu luôn phải không? Dạ, dạ con. Không, này ốc là Hô Ma đây. Dạ không con ở đây. Không, phải không? À, con đi đang vậy. Con xin chào bà. Để kính nhận. À, con có tự nhiên vậy. Kính bạch các chị thân mê. Đưa cảm ơn cho. Đưa cảm ơn. Dạ, ba sư huynh nói rất là cũng rất là hay. Nhưng mà thật ra thì nói để mời cô nó ra đây thì nó cũng khó. Là bị gì hay nói mà cô ra rồi cha mẹ biết được cũng khó. Nhưng mà cô không có gì thì con cũng xin cũng có vài lời tặng với cô đó. Thật ra thì xuất gia xuất giá thì nó cũng đọc xuất hết à, nhưng mà nó cũng khổ vậy. Tại vì mình trước khi mình làm mình phải suy nghĩ, đắn đo suy nghĩ. Thì người ta có nói xuất gia xuất giá đó cũng đồng đi, hai ngã giống nhau thật lạ kỳ, ôm gói tùng phu kêu xích giá mà mang ý đồ Phật đổi xích gia. Nhưng mà cái này cái thầy tăng lại nói thêm nữa là xích giá làm chi thời đại hiền. Xích giá làm chi giải khổ sầu, mang ý đồ Phật quý dường cháu. người không mau sớm theo đường Phật mà thoát khỏi trần mê, khỏi mộng sầu. Đó là cái vốn là thơ, nhưng mà con cũng có thêm chút tỉnh nữa. Thì con lại nghĩ thêm nữa là bị gì cái đời sống tu sĩ độc thân rất là sướng, mà không biết tại sao cô nó lại chọn ba chú nó. Là bị gì con thấy tu sĩ độc thân là rất là khỏe, rất là sướng, sư phụ rất tu bế tu ngại. Dạ, dạ. Tu sĩ độc thân thì rất còn khỏe lắm luôn mà hả, mà tu sĩ độc thân thì lại khỏe nhất thời đó. Đói thì do gạo nấu cơm chơi, mà buồn thì mình dạo sống thăm đồng đạo, thì buồn ngủ thì trọng cảnh ngủ phơi phới. Thật ra nói vậy nhưng mà con cũng sẽ nói thêm mà bốn câu nữa thôi, không dám việc thì kéo sao đi thoải mái rồi mình đi tu vui vẻ. Dạ. Dạ. Thì có vậy nữa thêm bốn câu nữa là thôi. Thì người ta nói là một mảnh tình yêu thật đậm đà thì nó rất là đẹp, nhưng mà phải nhớ thêm nó là cái gì vậy, vợ chồng xưng họ hiệp rồi xa, rồi sau đó thì chỉ thấy chơi vơi giữa áo hà, rồi mình cuối cùng rồi thì mình cũng xa cách nhau thôi. Thì cũng giống như bác đây, dạ xin hỏi bác lập gia đình bao lâu rồi bác? Bà 4 năm 70 rồi phải không bác? Nhưng mà rồi thì nó cũng thế nào rồi cũng có ngày xa. Thì tại sao bây giờ mình không sớm quy đầu Phật thì mình khỏi phải để tránh được cái sự chia ly đó. Thành ra con nghĩ nếu mà cô suy nghĩ kỹ thì cũng chắc cô không có chọn với chú anh chị đâu. Dạ. Thật ra con rất là vậy thì cô thông cảm.
Dạ nếu mà các cô mà cô mà quyết tâm chọn thì còn chắc chịu, không biết làm sao nhưng mà nên suy nghĩ lại thì con xin trả lời vậy thôi sư phụ. Con nói rất là hay nhưng mà con đã chọn các cái chưa? Dạ dạ con thì dạ con khổ cái thì con dạ con thì dạ thì con cũng chạy dữ lắm sư phụ nhưng mà khổ mà con chạy mà lại sao lên cái xe con đem theo hai cái thùng. Dạ, dạ, dạ. Thành ra bây giờ con chạy mà cũng chưa tới đâu hết. Dạ. Nhưng mà có cái tư tưởng biết là dạ, con biết là con nói rồi. Vậy là khi nào mà 2 cái R1 nó lớn rồi sẽ đi nữa. Dạ thì con cũng hy vọng nó vậy nhưng mà giờ thì dạ cứ ngày nó cứ sâu vô sâu cứ nhiều lên là không biết có đi được cũng chưa được. Dạ. Đấy rồi, con lời nói rất là hay. Dạ, con có hay là à, còn ai đóng góp thêm cái đề này không? Rồi tới bà 7, đưa cho bà 7 giúp đỡ. Thôi cho bà 8 thì cho lên lệ chút. Đưa cái máy cho dạ. Bà này là một cái người mà talk show ở vùng Atlanta này đây đó, danh hiệu là bà 7 giúp đỡ. Cậu đứng ở trển nha con. Cậu đứng cái này cho đại chúng con. Nó xô lên là vô bài đó cũng hát ai. Con đứng đó con, có hoài đứng. Con kính thưa sư phụ, để giải đáp hòa đồng cho hai bên giữa sư chú và cái cô mà có cái tấm lòng ái mộ. Yeah. Thì con xin thưa như thế này, qua đạo Phật ta có cái lý đó là biết vì não thành bồ đề là một điểm. Và các vị từ lễ bài qua cái sự việc là tiểu ái mà không nói về đại ái, chúng ta hãy cố gắng chuyển cái đại ái, chuyển cái tiểu ái thành đại ái, tức là tâm bồ đề. Thì trong đó tình yêu thương này không cô đó không cách biệt với bất cứ người nào, dù nam hay nữ, trai hay gái, già hay trẻ. Đó là tâm đại ái, đó là một người xuất gia của con. Tại vì là Phật con chỉ như vậy. Rồi, cảm ơn bà Bảy rất rõ. Để tổng kết tất cả những câu trả lời từ cái tim rung động của sư chú Tệ Nhãn tới cái cô, cái tới sư chú Tệ Minh là nói nếu ngày mai tôi chết cô có còn đưa cái thư tỏ tình không, rồi tới cái sư chú Tệ Hạnh là cô có gan viết thư thì cô đứng lên cho chúng tôi biết mặt. À, rồi tới cái một cái chú Sa Di tôi Đoạn Kỳ cũng lên cũng nói những bài thơ rất là hay. Và tới bà Bảy rất rõ. Thì cuối cùng để ý kiến của sư phụ là thế này, tôi một bài thơ cũng là xưa ai cũng biết rằng chúng tôi có tình yêu chứ. Nếu mà nói chúng tôi thấy gái đẹp chúng tôi không biết yêu là nói láo. Nếu nó không rung động là nói láo, có vi tế rung động và thô rung động. Nếu thấy một người đẹp mà chúng tôi nó không biết đẹp là chúng tôi trở thành ra cái người thực vật rồi. Nhưng mà chúng tôi biết cái tình yêu chúng tôi đó nó giống như bạn nói là tiểu ái thành đại ái. Thì bây giờ tôi sẽ mượn một bài thơ của một ca sĩ trong từ Tôn Nhân Đò để tôi nói lời này. Ta có tình yêu rất đậm nồng, yêu đời yêu đạo lẫn non sông, tình ta trang chứa trong hoàng vũ, ta chẳng yêu riêng khách má hồng. Nếu khách má hồng muốn được yêu, vậy thì tâm trí phải xoay chiều, hướng về phụng sự cho nhân loại, sẽ gặp tình anh trong khối yêu. Sẽ gặp tình cái sư chú tôi trong khối yêu. Chỉ vì yêu rộng lắm, phải không? Yêu hết chứ không có yêu tiểu yêu, mà khối yêu nó mới lớn, hay không quý vị? Đây là cái câu trả lời chung của thầy, quý vị chịu không quý vị? Cái bộ đề tài. Hả? Rồi rồi, cái mấy câu rồi sao đó. Rồi rồi. Con cũng xin thêm 4 câu nữa là con xin nhớ sư phụ đọc rồi con mới nhớ. Dạ, dạ thì con không biết cô nó đẹp như sư huynh nói đẹp như nhưng mà thôi giờ vậy. À, nếu mà gái mỹ miều muốn được thương á thì má cạo tóc để làm gương. Bác đi ôm bác quà đi chúng sao hẹn cùng anh chốn Phật đường. Hay quá. Con chỉ nghĩ đó là thật sự. Thầy sẽ có thêm để tử giá nữa. Thấy chưa con?
Siêu Vinh mà dở quá, hãy học đi nha. Tại vì kêu trốn sao? Thì trốn lại. Không, những cái đề tài mà giảng pháp của thầy đó, nó vui lắm, nó sống động lắm. Chúng ta đừng có quan niệm là những cái đó là sai, nhưng mà khi mình nói như vậy đó, nó có cái lợi là những cô gái mà bắt đầu có những cái tư tưởng mà nó thương vị thầy đó. Dù là cái câu này cổ chỉ có một cái vi chế ở trong đó, ít ra trong tâm cổ phải có một cái vi chế ái gì đó cổ mới có giết tới thứ này, đúng không quý vị? Là nhưng mà thật ra tôi nói cho quý vị nghe, mấy cái ông thầy chùa đẹp trai đó, không phải đẹp đâu, đẹp là do cái đầu tròn, cái áo vuông, cái tăng tướng thôi, đẹp là cái đức hạnh, cái oai nghi mà các thanh niên ở ngoài không có được. Quý vị nhìn kỹ cái gì thấy rõ ngày hôm qua, quý vị là đứng trong cái phòng thầy cạo đầu nó, người nào cũng xấu hết, nhưng mà cạo đầu đất y lên nó đổi tướng đẹp, đổi có nghĩa là đổi 90 độ, có không quý vị? Nó đẹp. Thành ra khi mà lấy về rồi quý vị bỏ cái y lên rồi, bỏ cái áo hậu, bỏ cái oai nghi rồi, là quá thổi một từng trang mặt là coi như là nó thấy cái chán cái gì rồi đó. Đúng thật, cái đẹp nó đã mất rồi, và mấy ông còn tệ hơn mấy người ở ngoài đời nữa, đúng không quý vị? Thành ra từ nay mấy thầy chùa, mấy cái cô chớ bao giờ lấy cái thầy chùa, tại vì mấy ông không dám làm gì có tội hết á. Thành ra vài mánh môn cũng không hơn thanh người đời, rồi ra cho thiệt nhậu cũng lại người ta, rồi làm cái gì cũng sợ nhân quả, rồi cái ăn của đàn nam tính thí lâu nay là dai nợ, mà dai nợ đó là phải làm sao, phải là coi như là coi như nãy nói là tam giới tình yêu rất đậm nồng, à, yêu đời yêu đạo lẫn non sông. Bởi vì câu thơ này thầy không lai là yêu đời yêu đạo lẫn non sông. Thành ra khi mỗi lần mà thầy có pháp hội, thầy yêu đời là thầy yêu đạo luôn, mà yêu đời là nói về cái thế tục, là thầy phải tri ân tổ quốc, tri ân chiến sĩ, tri ân những người đã có hiến sương máu, phải không? Thành ra cái yêu nó rất rộng, là thầy yêu các cụ bà, mà muốn gặp tình yêu của thầy không lai đó là sẽ gặp tình anh trong khối yêu, cái khối đó luôn sẽ có một phần là có em trong đó, phải không quý vị? Có em sẽ được anh yêu một phần, cái gặp tình anh không có yêu. Thành ra khi mà chúng ta mổ xẻ này để cho các lớp trẻ nó thấy, đừng có bao giờ chớp dại mà lấy thầy chùa. Thầy chùa không lấy thầy chùa được, lấy thầy chùa ra nợ chết luôn, mà khổ chết luôn, mà cũng chớp dại mà lấy ông cha. Cái đó là lịch sử chứng minh các thầy mà ra đời với ông cha ra đời khổ, khổ ơi là khổ. Thì đó là vì cái đọa là mắc nợ, nợ của đàn na tính thí. Khi quý vị tu, ta muốn quý vị thành Phật, thành tổ, thành sứ giả Như Lai, chứ không ai muốn quý vị ra ngoài quý vị quyết nợ người ta nuôi quý vị để mà ta chắc chiêu từng đồng từng bạc cho dân cho cúng hai tay, mà quý vị ăn cái này không là quý vị mắc nợ. Thành ra chết bao giờ đấy có tư tưởng mấy thầy chùa đó là sinh tâm, quý vị công nhận không? Quý vị thấy những thầy mà đã quý vị biết khi ra đời khổ có quý vị khổ như vậy, có thể nói thôi. Còn muốn gặp thương thì để gặp tình anh không khối yêu, yêu hết tất cả các bà cụ của làng Di Đà là có, em sẽ có trong đó, em đưa cảm ơn là biết. Bây giờ cái câu hỏi này rất là hay này, để tôi đưa này nè. Kính bạch thầy, tại sao một sự việc bất như ý xảy ra cho chúng ta, nhưng có người đau khổ nhiều, có người đau khổ ít, và có người không đau khổ gì cả? Cái người mà họ gặp một cái cảnh gì đó họ đau khổ, thì cái người đó đau thì khổ, mà đau rồi nhớ lại sống để bụng chết mang theo, cái người đó kêu là phàm phu tục tử. Rồi có người đau khổ chỉ mấy ngày là họ hết, rồi có người họ đau cái họ dừng cái là họ quay đầu thì họ hết khổ liền, và có người họ bắt phong si bất động. Thì ở trong di trúc học, cái gì nó làm cho người ta rơi vào người khổ nhiều người khổ ít, và cái người tu phải áp dụng làm sao để khi mà đối cảnh mà chúng ta biến phiền não thành bồ đề? Có người thì biến phiền não thành bồ đề ngay trong khi đó một hai phút giây, có người biến phiền não thành bồ đề trong vòng một tuần đến hai tuần, và có người lại kéo dài 7 năm rồi nhưng mà nhớ lại vẫn còn hạnh còn khổ, đúng không quý vị? Như vậy làm sao để đối trị cái này, là do cái gì mà chúng con bị cái đó? Nó khác nhau vậy, chúng con cùng hiểu Phật pháp, cùng tu cái vị này mà họ cùng tu một rùa, cùng tu một ông thầy và cùng một cái đẳng cấp trình độ Phật học, mà tại sao cái chuyện nó xảy ra? Thì nó lại xảy ra người thì đau khổ, mà người biết phiền não thành bồ đề ngay cái cách, còn có người trong một tuần họ quá giải. Thì do cái gì mà tụi con cùng là có pháp tu, cùng là xuất gia một lượt, và bây giờ tuổi đạo cũng rất là cao mà bị như vậy, do cái gì vậy quý vị? Hả? Con nói nghiệp quả báo là con nói chỉ rộng rộng thôi, nó thu lại chút xíu nữa. Nghiệp nó bao la, quả báo nó cũng bao la, là con nói là nhân và quả.
Nếu nói quả báo là nhân và quả là còn cái gì nữa? Chấp ngã. Do cái gì nữa? Tập khí. Do cái gì nữa? Hả? Tham. Cái tham là do có chấp ngã, nó có tham. Nếu không có ngã thì không có tham. Nó cũng nằm chung như bây giờ. Thầy phân tích cho quý vị nghe nè. Cái này tôi mới hỏi thì nó cũng có một cái chuyện gì. Quý vị biết ở chùa tôi có hai con mèo, nhưng mà mèo bốn chân thì nói không rõ, rồi tưởng là mèo hai chân. Hai con mèo quý vị ở chùa thầy hai màu đen thấy không? Một con á, tụi con biết á, con là Audio dẫn con trên Minh Kỳ. Thì con Minh Kỳ là cái con mèo nó hơi lớn tuổi hơn chút. Thì cách đây Minh Kỳ bị chết rồi con. Con chó hàng xóm, con chó hàng xóm nó đi qua và nó cắn chết cùng con mèo của thầy. Trong hai con chết thì một con là con Minh Kỳ, là con già đó. Thì thầy về thầy rất là đau. Thầy kêu đó là phó trụ trì. Tại vì ở cái chùa thầy cắt lên á, nó ở trong đó, phòng thầy nó ở, rồi ăn uống là có người con mèo sướng lắm. Có người mua đồ ăn để nó sẵn, nó ăn nước để sẵn, và cái nó dễ vô trong cái chậu đó là có mấy đệ tử thầy thay, thầy nói là phó trụ trì. Thầy nó thưởng thức, thầy đi hoài ở cái chùa đó có mình nó hưởng, phải không? Nó sung sướng lắm. Thầy tôi rất là đau. Tôi ngồi tôi đau bắt đầu cái chiều đó, tôi ngồi niệm Phật, tôi ngồi thiền, thì tôi động tâm, tôi cứ nghĩ tới những cái cảnh mà mình đem nó ra từ ở trong cái animal shelter, rồi về cái mình nuôi nó, rồi mình dạy dỗ nó, rồi mình cứ ngồi mình tưởng. Tôi khổ cả đêm chưa ngủ không được, mình cứ đi ra rồi mình cho nó, mình đi ra cái đó mình cứ động tâm. Rồi sau cùng tôi bước chút tự nhiên tôi dừng lại, tôi nói ủa, thế là cái khổ này. Thì lúc đó cái người này họ lại email, lúc đó tôi buồn quá tôi ngủ không được, tôi vô tôi check email thì người ta mới hỏi tôi cái khổ này ở đâu mà đến. Thì tôi mới thấy ủa, mình tu mình đến phát tò bao nhiêu năm giảng pháp, Phật tử tôi mới tại sao mình vì con mèo bốn chân này nó chết mà mình lại khổ. Vì giữa hai người nó có cái connect, mà lần thì đi về nó lại mình ngồi vọng tưởng. Thì do cái phóng tâm của mình, cái vọng tưởng của mình mà nó làm mình khổ. Ok, tôi nói ví dụ bây giờ cái chuyện này, một cái bà già, bà đang là có con dâu, ok, bà ở chung với con dâu và bà ở chung với thằng con trai của bà. Nhưng mà sao bắt đầu á, con dâu nó cũng đi làm, thằng con trai của bà nó cũng đi làm, rồi cái con dâu á nó để một đứa cháu nội cho bà giữ, ok. Mà như nó làm dâu mà bên đây á, cái lưu quy chị quy chấu Hoa Kỳ là mấy bà làm dâu là cho mấy con dâu, đúng không? Thì nó về á, nó sẽ đem một cái con cá, một cục thịt bò, nó nói nè, nấu dùng cho con món ăn, con phải chạy ra con đi trước, cái con bé đang ở nhà đẻ thì có hai đứa lớn nữa bà nội. Thì trong khi đó bà ngồi đó thì cái đứa con gái là nó thăm mẹ, nó vô nó ồn mẹ ăn làm cá làm gì đó, nên tao mới làm cá để cho anh chị hai mẹ ăn. Thì con nhỏ này nó mới ngồi nó giận tưởng, nó nói má nè, đã qua đây đã khổ rồi, khổ vì anh hai chưa hết, giờ khổ chị hai, giờ má lại làm mội vợ cho con dâu nó nữa. Thì cái vọng tưởng đó, nó làm cho bà nó nghĩ mất tuổi, cho bà khóc hù lên. Bà mới nghĩ mình tuổi của mình hồi xưa là bà này bà kia, hiện nay giờ qua đây hồi xưa mình làm dâu, mình phải phục vụ mẹ chồng, bây giờ qua đây vừa giữ con cho nó mà còn phải làm đệ tớ cho nó. Có phải là những vọng tưởng nó làm bà khổ không? Còn khi đó nếu mà bà là cái người tu, bà nói dâu làm cá là làm cá, đói ăn khát uống bình ngủ, nấu canh là nấu canh, không có dạy vọng tưởng nữa thì khổ từ đâu đến? Khổ từ cái vọng tưởng chúng ta suy diễn bị người ta giật dây, có phải không? Dứt ra cái khổ, thấy rõ chưa? Từ nay con dâu nhờ nấu ăn là nấu ăn, nhờ rửa chén là nhờ rửa chén, giờ giặt đồ là giặt đồ. Như vậy có phải là lục tổ nó đói ăn sạch có mình đúng không? Còn mình nó suy diễn, nó đâu có nói mình là mỏi, mà nó nhờ mẹ nấu dùng. Nhưng mà nếu con gái mình nhờ nấu ăn thì sao? Con gái mình nhờ nấu ăn thì mình cười mình vui. Như vậy là phải vọng tưởng, không có gì. Từ nay bởi vì tôi nghĩ một cái, từ mình tôi ở con mèo này nó chết là tại vì nó giết chuột, nó vô chuột nó ở, nó giết chuột nó giữ chuột trong chùa, cái nghiệp nó đã đó. Và nó chết, mà nó chết là chấm dứt ở đây. Thấy con mèo chết là con mèo chết, chỉ vô tụng một câu chú và hồi hướng cho nó thôi, không có khổ nữa. Khổ từ đâu vậy? Không ai khổ từ cái vọng tưởng, nghĩ về hình ảnh xưa, nghĩ về những kỷ niệm, cái đó làm chúng ta khổ. Bởi vì vọng tưởng là đau khổ. Ngay trước đó cái thiền não thì còn đề, phải không? À, rồi nó có những cái câu. Tôi thí dụ như quý vị nhớ được cái bài thơ tình mà của cái ông gì á? Thầy Quýnh hai mắt tôi đã làm thơ tình nhiều quá tôi cũng mệt. Thôi bây giờ tóc này không được thì bóng đầu thôi. À, bài thơ tình của Xuân Diệu.
và tin tình của hàng Phật tử để đem áp dụng trong cái bài pháp này. Hả? Người đi một nửa hồn ta chết, một nửa hồn ta bỗng dậy thờ, có hàng Phật tử không quý vị? Bỗng cầm nói đi. Thì như vậy đó, hàng Phật tử lúc đó bị định cùi, phải không? Và hàng Phật tử lúc đó là khi phát hiện định cùi rồi, ai mua trăng tu tám trăng cho, trăng nằm yên trên cành liễu để chờ. Cái quá trình của hàng Phật tử và mộng cầu rất là đẹp. Nhưng mà sao? Bà mộng cầu lúc đó là bà bị tụi hàng Phật tử đủ, nhưng mà lúc đó bà chưa thấy cùi xuất móng, bà chưa thấy là rụng hết móng tay móng chân. Thì cái tưởng tượng của bà ấy còn đẹp, có tưởng tượng những ngày hàng Phật tử còn huy hoàng. Còn cái ông này, cái người đi một nửa hồn ta chết, phải không? Nhưng mà tại vì cái vọng tưởng vẫn hồi nhớ, người ta đi là đi thôi, đi là rồi, không đi mai đi, mai đi thì 70 tuổi cũng đi, thì hiểu được như vậy. Còn có người đi một nửa hồn ta chết. Bây giờ cái câu này nó phải nói ra những ông mà về Việt Nam chứ vợ, những cái ông già đó mà cỡ chừng 60-70 tuổi, mà có bà vợ cũng cỡ chừng 65 tuổi rồi đó, cái xe của bà vợ thì nó đã lột dân hết rồi, rồi xe nó ổng còn chạy khác, rồi bắt đầu nó ổng về thay máy về Việt Nam, kiếm cái máy 20.000 mai ra thay. Thay xong rồi ba đây nó nói vừa có cái linh tha là sao? Người đi một nửa hồn cũ chết, một nửa hồn cũ còn dậy thờ. Phải không? Đi ra một cái mà nó sạch rồi, nhà nó sạch rồi, nó sạch rồi, chết không? Rồi nghĩ một nửa hồn mình nghĩ sao mình dại quá vậy tự, phải không? Thấy rõ không? Mà dại thờ là cái gì? Do mình vọng tưởng, mình vọng tưởng mình tưởng về Việt Nam lấy vợ là ngon lắm, ha, tưởng là nó ngon. Bây giờ nói các cụ đó mà muốn biết nó ngon hay không đó, các cụ kêu một bác sĩ nào ký cho một cái giấy là bị nhiễm S, bị ung thư, ha. Rồi nó báo ra đó là coi như là đủ loại bệnh nó mình về đó, mấy vị cụ nó mới phóng cái giấy cái copy để đứng chờ Sài Gòn á. Tôi bị bệnh cùi, bệnh ép còn có 3 tháng mới chết, ai mà có lòng chưa tôi chân chắn xin lại về, tôi không có công an nào đâu, phải không? Thế nha, cái gì nó yêu cái gì là yêu cái gì, yêu cái passport, yêu cái mã Việt Kiều, yêu đô la, đúng không quý vị? Thành ra người đi một nửa hồn tôi chết. Hàng Phật tử đó, mà khi mà nó ở trong một cầm nó không bệnh rồi đó, thì nó nói là người đi một nửa hồn tôi sướng. Bởi vì mấy ông nào mà có vợ rồi mà vợ nó bỏ đi mình không? Mấy cái gì mà có chồng mà chồng nó hàng là chồng nó bỏ đi mình không? Mình, thấy không? Thành ra từ đó chúng ta thấy tất cả những cái khổ đau của chúng ta đều là vọng tưởng à. Quý vị thấy nha, như cái bài thơ của cái ông Sư Diệu đó, làm sao định nghĩa được tình yêu có nghĩa gì đâu một buổi chiều, ai giết hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ gió hiu hiu. Giết cái gì vậy? Rồi làm sao định nghĩa được tình yêu? Bây giờ này hỏi ông Nguyễn Liên là làm sao lắm yêu con lo vậy nè. Định nghĩa coi. Hả? Nó vừa lùng vừa xấu làm sao yêu? Hả? Còn hồi đó con sao con yêu nó vừa mặc vừa bụng bự giống con đĩa sao yêu? Định nghĩa coi. Là tưởng tượng, phải không? Quý vị yêu là yêu cái tưởng tượng cái nhân vật đó. Có phải là quý vị nó là phóng tâm không? Mình á, bây giờ quý vị thí dụ nha, quý vị câu cá, mà cái con cá mà nó vừa bắt lên á, mà nó dính vô cần câu á, quý vị thấy nhỏ xíu à? Bởi vì kéo con cá nó rất tưởng tượng, con cá này nó sảy nó bự, nó 4-5 bao lận. Con cá sảy là con cá bự, có không quý vị? Phải không? Cái tưởng tượng của mình á, thành ra khi quý vị mà thấy một cái cô gái nào mà cổ ngồi trong đây, cổ đeo dây vàng, cổ đẹp, cổ cười nhỏ nhẹ lắm, cái tưởng tượng của mình đó là cái cô đó rất là thục nữ, yểu điệu thục nữ, quân tử hiếu cầu. Nhưng mà rồi sao? Nhất là có mấy cái thanh niên hồi đó, thấy cô gái quế đó, anh học trò tiếng Quảng ra trên mình, thấy cô xin cái quế sao? Trên đi không rồi, nhưng mà giờ thầy hỏi cô dự phẩm là cô là cái quế phải không? Gái rất thần kinh á. Nghĩa là lấy cái gì nó chửi tôi đau thần kinh luôn. Người ta kêu là gái rất thần kinh đó, là mình không có thần kinh mà lấy nọ rồi cũng thần kinh luôn. Nghĩa là tại vì á, quý vị người Huế họ chửi hay lắm. Công nhận người thầy rất công nhận người Huế con cái Huế họ nói tiếng nhỏ nhẹ rất là dễ thương, nhỏ nhẹ trỏ trẻ dễ thương lắm. Mà sao về mà nó ngồi mà nó cằn nhằn coi đã lắm. Thành ra mấy ổng cứ tưởng tượng thấy cô gái Huế là có thề rồi đi qua cầu Trường Tiền sáu dài 12 nhịp, thấy không? Đó là coi giờ thương yêu, nhưng mà rồi lấy là cái tưởng, mình khổ là do cái tưởng, mà mình lấy cái người đó cũng do cái tưởng. Rồi quý vị thấy những cái cô nào mà hiên chừng nào đó, là mấy cô đó về là coi như kiểu chồng không tương lai. Mà mấy thấy mấy anh á,
mà hiền hiền không nói không gì hết trời đó, nhưng mà dắt luôn cả ông hai, phải không? Thành ra mấy ông đi về vũ phu số 1 có cái gì nghĩ là những ông chồng bây giờ hồi xưa mà mới đi nói với con hiền không, lỡ lần rễ hiền quá chừng con già mà già nó lại nó chấm thằng này số 1 á, phải không? Nó rồi như cha mẹ cấm nó cái gì thà là chết bỏ thôi chứ không có bao giờ mà chịu lấy ai hết á. Nhưng mà rồi lấy rồi bảo đảm là cái tưởng gì không có đúng, cho thấy rằng chúng ta chưa chứng quả, chúng ta nhìn một người nào đó đều nhìn bằng tà kiến, đúng không quý vị? Do cái tà kiến mà chúng ta mới đi vào trong luân hồi này. Chớ mà quý vị mà cho cái thành thân quý vị thấy rõ nó có những tật xấu như vậy hả? Bây giờ hả? Đi nằm hả? Lỗ mũi em táo cánh lông, chồng yêu chồng bảo râu rồng trời cho, đi nằm thì ngái o o, chồng yêu chồng bảo ngái cho vui nhà, đi chợ thì hát ăn quà, chồng yêu chồng bảo về nhà đỡ cơm, trên đầu những chí những rác cùng lông, chồng yêu chồng bảo qua thôn cài đầu. Quý vị thấy không? Lỗ mũi táo cánh lông mà thương thì nói là râu rồng trời cho, phải không? Như vậy cho thấy là cái tưởng chúng ta khi mà thương á, cái ấu cũng tròn, khi ghét bò ngọt cũng méo. Thành ra khi mà thầy giác ngộ ngay từ lúc con mèo lên kỳ thì thầy nó chết á, thì nó mất nhiên mà khổ, tại vì mình ngồi mình cứ nhớ. Khi mà cái gì mà bị chồng phụ bạc là sao cái gì đau khổ, cũng như sư cô bảo tăng này, phải không? Sư cô hận là hồi đó là ổng đi cải tạo là cô nuôi, phải không? Sư cô nuôi cho đã rồi nuôi mập về rồi lấy người khác, nhờ vậy tám đôi tiền chết. Bây giờ nó hốt cái phần nửa cái chén dưới nửa chén trên mình ăn rồi, nửa chén trên á là người đi một nửa hồn tôi chết, tại vì tôi đã ăn hết nửa chén trên rồi, cái nửa hồn dậy thờ là con đầu dậy thờ, bây giờ nó hốt cái nửa phần dưới là gì, là cao máu, là tiểu đường, là bán thân bất tại, là thai tả, sao mà khổ như vậy? Cái gì thấy rõ chưa? Như vậy đó là chúng ta khổ vì chúng ta cứ nghĩ tới những kỷ niệm. Có phải chúng ta khổ là nghĩ những kỷ niệm không? Mà kỷ niệm có phải là vọng tưởng không? Khi hai vợ chồng vọng thờ bỏ nhau, chúng ta khổ là khổ gì? Những cái tưởng về những kỷ niệm. Mà kỷ niệm đã qua, tương lai chưa đến, hiện tại đây chúng ta là những người không có tóc trên đầu, là tôi sẽ ra bỏ vào những cái vọng tưởng đó đi. Thế hồi ngay trước đó chúng ta hết đau khổ. Thầy ngồi thì nghĩ tới nhớ mình kỳ, hồi ngày nào mình về cái giảng pháp về cái chạy đó nó mừng rồi nó quấn quýt rồi cái tự nhiên khổ. Ôi trời ơi, con mèo chết là con người chết, trước sau cũng chết, tại sao khổ? Con vợ nó bỏ mình đi, giờ không bỏ sao cũng bỏ, mà nó bỏ trễ nữa mình phải tốn tiền nhà hoàng, tốn tiền thêm, phải không? Bỏ bây giờ là nó mất rồi. Hai chúng nó là chiến thiện não thành bồ đề, người nào mà có dục tưởng nhiều người đó khổ nhiều, cứ ngồi tưởng, phải không? Hả, mình thấy ổng rồi cái mình nhớ rồi, rồi đã tưởng vậy là ba cái thứ anh tôi nên nhìn lại rồi nhớ rồi nó đơn giản, tôi thấy đơn giản, đơn giản này nó lẫn này. Hồi đó là thầy thấy không nè, hồi đó thầy coi là cái gì mà thầy coi nè, hồi đó con bé con để mở cửa nè, còn bây giờ thầy coi nè, thầy coi nè, trả bao gạo năm chục bao để con sách còn trả sách cái túi đồ có năm bao nè, thầy thấy không? Hồi theo con thầy thấy nè, thấy không? Trả vừa sách cái gia ly vừa ôm bao gạo mà còn nếu là sao cổng đứa em con nó còn mặt tươi như hoa, còn bây giờ đã giao câu gạo năm chục ký con xuống còn từ con sách nè. Thì như vậy chúng ta nhìn càng nhìn những kỷ niệm càng khổ. Đó, thành ra từ đó đó chúng ta do phóng tâm mà khổ à, phải không? Bây giờ khi mà tôi thấy rõ là sự đau khổ của mình thực ra không có gì lớn lao, điều do cái tưởng của mình quá nhiều, đau ít nhưng do tưởng mà đau nhiều, nhờ tưởng mà mọi việc thành khổ đau. Bởi vậy tai họa nhất cho những người mất người thân là cứ ôm tới ôm lui cái mất kỷ niệm của người chết. Hôm nay là ân ưng ra tôi, ngày mai về gãy những kỷ niệm trên đường ngày xưa. Đó là cái duyên khiến sự đau khổ của mình kéo dài. Phải biết chất giả, dứt bỏ đi những cái chất gì cần bỏ à. Cho nên ai vọng chuyển tiêu là cái người nó đau khổ nhiều. Nhưng năng lực chúng ta lầm lẫn đau khổ cũng chính là năng lực làm cho chúng ta giác ngộ à. Vọng tưởng là từ vô thủy vô chung, không có gì xuất hiện trong tâm và trí biết của mình. Nó chỉ chung cho các trạng thái như vui, buồn, thương, ghét, ham thích, quan niệm, suy nghĩ v.v. Loại vọng tưởng mà các nhà thiền nói là loại vọng tưởng dung thâm hay là vọng tưởng là thống tâm. Dung thâm là nghe cái này mà tưởng đến cái khác. Có người họ có cái bệnh thế này, quý vị nhiều khi đó quý vị thương vợ, quý vị về quý vị lâu nay quý vị không có cảm cái mua quà, bữa nay tự nhiên phát tâm thấy có cái quà đi vô mua cái là cái bả về mà hỏi này chà đi đâu về mà tự nhiên tặng cho tôi cái món này đây, thành thật nói đi, lâu nay sao không có. Rồi cái tưởng ra cái rồi chạy vô là đồ thử cái này thử cái kia coi nó mùi gì nữa đủ thứ á, có phải không? Cái tưởng
quý vị mà khi quý vị tưởng rồi quý vị thấy chả làm cái gì cũng có cái thứ là ngoại tình hết á, phải không? À, loại vọng tưởng mà thiền sư nói là vọng tưởng dung không là nghe cái này mà tưởng đến cái kia, nghe nói đến nước là lập tức hình dung lên cái lộn lộn, nghe nói đến me là tự nhiên chạy đến nít, phải không? Đúng không quý vị? À, người vọng tưởng nhiều là người có phần ý thức phân biệt rất là lanh lẹ, thuộc loại nghe một hiểu mười. Ai mà lấy được bà vợ mà nghe một hiểu mười khổ chết luôn. Cái loại này tôi kêu là giác quan thứ sáu, phải không? Đàn bà khổ nhiều hay là không khổ nhiều? Di đàn bà là có giác quan thứ sáu là vọng tưởng nhiều lắm. Thành ra tôi khuyên mấy ông bình thường dùng cái mỗi ngày đó đi làm về đó không có hôn vợ thì đừng có hôn, mà mỗi ngày đi làm về không mua quà cho vợ, chứ mua mà bữa nào tự động nghe thầy giảng pháp là tự nhiên khởi tâm thấy lâu nay mình thiếu bổn phận mà mua một cái lần đã xuống bên ngoài bắt đầu nó bây giờ mình giống như công an vậy. Bữa nay đi đâu hả? Ông chắc cái nhỏ nào không có cái lỗi gì với tôi mà tự nhiên ông mua đồ ông bù lỗ vậy, phải không? Kêu là cái bà suy diễn trùm luôn. À, người vọng tưởng nhiều là người có cái ý thức phân biệt rất là lanh lẹ, nghe một hiểu mười. Thiên hạ hay dùng từ này là nhạy cảm để chỉ cho việc kẻ mất có nhìn đâu đâu cũng thấy là người trộm búa, là một trong những dạng vọng tưởng dung thông, nói xuôi nói ngược đâu đâu mình cũng tưởng người ta nói mình. Có nhiều người đó họ đi ngang cái gì cái thôi mà mình nương là mình không nói chuyện với họ, họ tưởng mình nó xấu hổ, họ nói cái chuyện gì cũng biết mặt tôi thật có không quý vị, và họ cứ là họ nói nãy nói gì đó nói xấu tôi kỳ. Rất là nhiều người như vậy đó, người ta nói cái này mình lại tưởng đến cái kia, mình ít chịu đựng được sự hiểu biết của mình vừa đúng câu người ta nói, mình ít ghi nhận vừa đúng những gì đang xảy ra, mà thường bị tình trạng các thiền sư gọi là đầu cộng thêm đầu, đuôi nói thêm đuôi, chúng ta cứ thêm mắm thêm muối vô. Con mèo của thầy chết, ừ thì con mèo chết, nếu thầy chỉ dừng nó lo gì đâu thì đau khổ. Thầy nghĩ lại những lúc đi giảng pháp về nó chạy ra nó mừng, rồi nghĩ lại cái hình ảnh những lúc mình ngủ là nó trèo lên nó ngủ chung trong mình, rồi như lại nó chết rồi nó đi về đâu, khi nó chết mà không có ai thấy được con chó thành sớm vậy, rồi chết rồi cũng lắng lết về nhà ôm với vọng tưởng đó, thành trong lòng thầy sinh phiền não. Con mèo chết là con mèo chết, biết chừng đó là đủ, đừng có dung thông thêm mới gì nữa thì không phiền não. Nhưng do tập quen nhiều đời, thứ này dung thông thứ kia, một chuyện gì xảy ra dung thông lập tức hoạt động táo nhiệt, mình thành ra nạn nhân của cái tưởng tượng của mình. Quý vị sợ ma, tôi nói thí dụ nha, bây giờ quý vị mà ở trong khách sạn này bây giờ không có ma, bắt đầu cái là tôi nói là hồi nãy đó tôi đi thoải mái tôi thấy có ông bà, tôi chỉ nói thôi, là tôi giả bộ tôi nói cái này là cái bắt đầu với bà đi vô rồi đi công lại đi đi với ma này thấy thầy tôi lan đó có ma đó, rồi bắt đầu kéo nhau rù rì cũng như tôi nói là đi làm cho hù phải làm cái chuyện đó. Tôi nói có bà kia, bà nói là bà ngủ ở ngay chỗ cái phòng giảng sanh, cái bà thấy có một thanh niên đứng nhìn vô bả và đứng dòm đó, thì bả tưởng tại vì phòng giảng sanh nó tôi cắt có một cái cô là diệu phẩm nó ở với đứa con có tật nó, thì cái thằng tiên nó cũng ở với ông già nó có tật để xe lăn, hai người tật tôi cho ở trong cái nhà giảng sanh vì nó có cái reo đẩy đi, thì á con phẩm nó ngủ với con nó, thằng con có tật mà ai diễn ra làm vị sư là biết á, thì ba của ông tiên là ba tiên đi xe lăn á, cũng nó xin tổ ra là ba tiên cũng có bà già là bị móc lên rồi để cho tiên hạ là phải giận nó nhớ không, thì đó ba tiên là ngồi xe lăn, má thằng tiên là ở đó, rồi tối đó là bà hỏi thủy sao bà không chịu ngủ đây nữa, tao thấy gì ăn từ trên cái tháp địa tạng đi xuống thì tao mới ngủ đó, bà chạy vô kiếm chỗ, thì mấy bà kia mới tưởng đó bà này vô tình vô nghĩa sao mà bỏ chồng để chồng con lo, bắt đầu với cái vọng tưởng của con mẹ này á coi như là ác ôn đi cho điện ác ôn, mà giờ chồng ở đây ngồi xe lăn rồi bỏ thì tao bả sợ ma mà nói là bỏ chồng chồng con lo, bắt đầu gì lên ác nó từ lúc là lan rồi. Có dự phẩm nó nghe như vậy thì nó ngủ như nó ngủ nó nằm mơ, có vẻ là chuyện ta nói con ma sao ấn tượng đầu nó, thì nó nằm ngủ nó con thấy có một người ma kiếm đứng, thì con tưởng là thằng Tuyên, nó hỏi Tuyên má em sao về con cái phẩm á, cái nói hoài mà người nó đứng nó cũng không có thấy là nó đi, cái hồi nữa nó giật mình lại thì nó thấy không có người nào hết, thằng Tuyên vẫn còn ngủ đây, cái nó Tuyên hả đứng đây chưa chuyện, nó nói em nó chưa chuyện đâu, cái thằng Tuyên nó hẹn chuyện má, thế con ma bắt đầu Tuyên nó giật mình không ngủ được. Thì bắt đầu sáng ra cái hồi tụng cương địa tạng thì con dự phẩm nó lên nó thấy cái ông mà mình hôn á mà đi xuống cái chỗ nhà dành xanh dầu là ổng được thờ trên cái tháp địa tạng, thì nó nói nó ra rồi nó chiều cho hai ba người ba bốn người chiều ra cái tối đi tiểu trời kéo mời hai người được bà tại sợ mà khi quý vị tưởng tượng ra rồi đó là cái gì cũng có ma hết, bây giờ biết không
À, quý vị cứ tưởng của mình, cái thằng ta mình cứ tưởng tưởng thôi là đủ cái chuyện hết á, là mình thấy con ma, mình thấy này kia. Thật ra nếu mà chúng ta chỉ biết sự việc đó, chúng ta chấp biết tại đó, chúng ta không có khổ gì hết. À, như nãy thầy nói đó, thằng con trai mua về mấy cái thịt heo, thịt bò, rồi á đưa cho con dâu nhờ mẹ làm, mà bà già bà biết hay nhờ làm nấu canh thì bà nấu canh, nhờ kho thịt kho thịt, nghe vậy mà yên, thì bảo con dâu để làm mẹ làm nấu đi cho cũng yên, cuộc sống đơn giản hạnh phúc. Nhưng vì có cái chàng vọng tưởng dung thâm trong đầu nó bật lên nhiều, nên mới nói cha mẹ mình già không nghĩ tới, rồi thì cái con gái của mẹ đó bây giờ nó làm hội cho ảnh, rồi giờ hội cho con vợ ảnh nữa đó. Thì như vậy phiền não lập tức xuất hiện, không biết mà không thường quán tâm để thấy đầu lại thêm đầu, thì chuyện đương nhiên không dừng lại đó, không đơn giản thành nỗi đắng. Hoặc vừa nghe cái là con gái nó nói là tuổi thân khóc ré lên, mình qua đây ở đỡ, mà thật ra vô chùa thì tưởng chúng sanh vô biên thề niệm độ, có không? Nhưng mà nấu cho con dâu nồi canh hay không, phải không? Nhưng mà nếu không ai nấu thì rất là tỉnh táo. Từ nay chúng ta nhớ chuyện nó đến, cả người chết, người thân chết, mình cũng không có gì mà động tâm hết, ai cũng phải chết. Chết là cái gì quý vị? Chết là bỏ cái thân cũ để được cái thân mới, chứ không có gì hết. À, không chết sớm cũng chết muộn, chết không có cái gì lạ hết. Không chết già thì cũng chết trẻ, mà không chết trẻ thì cũng chết già, phải không quý vị? Thành khi hiểu như vậy, cái chết mà không sợ rồi, không còn sợ cái gì nữa hết. À, như vậy, người vợ họ ở với mình hết duyên, người chồng ở với mình hết duyên, hết duyên thì còn ở không quý vị? Hết. Bất quan gia, bất thành phu phụ. Người nào mà quý vị tự nhiên, quý vị lo cho nó quá mất hết, thì người đó quý vị cũng ở đời rồi. Vì đòi nợ quá mức là coi như là xong. Mà có người mà đòi nợ quá mức rồi đó, là tự nhiên cái bà vợ nó làm quá, mà chồng nó bất luật quá, là cái bà nó chết mất cái gì tử tiền trả hết nợ như vậy. Thiệt á, quý vị lý coi gì đòi quá đó, người ta đi. Thành đối với thầy đó, ở trong cuộc đời này đó, không có thầy trước thầy sau gì hết. Tôi giờ tôi ngồi đây, mấy mốt tôi tái sinh lại, là tôi lại ngồi dưới và đệ tử tôi ngồi trên đây. Nghĩa là nó cứ tái đi tái lại luân hồi nhiều lần nhiều kiếp, chúng ta không có biết. Thành khi chúng ta tỉnh ngay về cho thầy đi, tất cả sự việc gì xảy ra, mất của biết là mất của, không suy nghĩ nữa. Trời ơi, cái đồng hồ này tôi mua kỷ niệm, cái đồng hồ này tôi mua hồi tôi học pháp OCS, nhưng trời tôi nóng lớn đã tìm cho được cái đồng hồ. Đến nỗi một cái ông mà cùng phá với người mà đàn em á, phá mấy người một OCS Nguyễn Duyên vậy, Phạm Văn Duyên, ổng là một cái sĩ quan hải quân, ổng bị chết rồi, có giấy tờ sự thật á, ổng chết trận rồi á, người ta đem đi vô cho cái người ta cảnh điện á, cái ông thượng sĩ mà trung sự đi lột cái đồng hồ Cisco của ổng đi. Thì lúc cái đồng hồ Cisco của ổng đi thì gia đình cũng không biết, nhưng mà ổng về báo mộng cho ba má ổng á. Ổng nói là con hồi đi học OCS bên Mỹ không mua được cái Cisco này, quý lắm, bây giờ con chết rồi đó, cái thằng phụ sĩ trung nó lấy, cái thằng mà nó tạm biệt con nó lấy. Thì gia đình ổng mới lên tận ngay cái bộ của cái bộ tư lệnh hải quân để mà khiếu nại cái ông sĩ quan OCS chết mà bị người ta lấy đồng hồ. Thì ông đó ổng cũng thương tình, ổng mới đi sai một cái ông sĩ quan khác điều tra riết. Rồi tới hồi đó cũng tìm không ra, và cuối cùng ổng là ở mộng nữa thì tìm ra là cái ông thượng sĩ đó, ổng lấy ổng đi cầm, ổng đi cầm, và chính cái đơn vị hải quân phải bỏ tiền ra đi chuộc lấy đồng hồ. Như vậy cho thấy rằng ông này còn vọng tưởng, ông chết là một vọng tưởng về cái đồng hồ, cứ bám theo đồng hồ hoài, quý vị thấy không? Thế rõ là tâm khổ. Cisco là Cisco, đồng hồ chứ có giờ không, chứ không có gì hết á. Thành ra chúng ta mà tu rồi đó, chúng ta rất là thoải mái. Bởi vừa rồi có một người họ hỏi thầy một câu, là do cái câu thầy giảng bình thường tâm là đạo, đói ăn khát uống mà ngủ. Thành ra khi mà nó mở băng cái bà chị nó đưa cho nó nghe, thằng em nó ẩu sức mới lâu nay em cũng là tu rồi, em đói em ăn, em khát em uống, em mệt em ngủ, cần gì tu nữa. Nó nói như vậy đó, thì bà này nói lời tôi nói sai rồi. Đói ăn khát uống mà ngủ có nghĩa là khi đói là phải ăn, là có cái gì mà thực phẩm ăn no là chúng ta ăn, nhưng mà chúng ta đâu có chịu ăn, coi cái đó là đồ đầy lo, đồ có bột ngọt, đồ có ớt hay không, đồ có hạt có vị không, rồi ăn ở trong cái chén, ăn cái dĩa thì đưa cái muỗng dừa cái bắp ăn được không, đâu có được, thấy không? Thì nên chúng ta ăn chúng ta vọng tưởng từng lưng vẫn là ăn. À, còn khác chúng ta có uống không, coi nước này là nước lọc, nước sạch, nước dơ, cái ly nó có đúng uống có gì trùng không, có phải không quý vị? Bây giờ cái ly của bà nào uống đó, bà để nó còn dư đó, đối ăn khác uống mình cũng có dám cầm cái ly uống không, không dám. Vì vậy chúng ta còn cái tâm mà vọng tưởng trong đó mà, phải không? Còn mệt ngủ á, phải nhậu luôn ngủ liền,
phải sửa cái gói, là có người là cái gói của bà ngủ, gói gói tôi ngủ, cái gói khác ngủ không được. Có nhiều người trách nhiệm đó nằm quen mà những khác nằm không được, có không quý vị? Kể cả thầy thì thầy nằm quen cái giường đó rồi mà đi mỗi một pháp hội là thầy cũng không được, có quý vị có cái đó không? Ngay cái giường khách sạn này có lẽ là đẹp hơn cái nhà mà mình ngủ cũng được. Như vậy chúng ta đâu phải là đối ăn khách của mình ngủ, mà chúng ta bị cái tập khí nó làm cho chúng ta khổ, đúng không quý vị? Thành ngay chỗ đó chúng ta tu là chúng ta cắt ngay chỗ đó. Ngủ là ngủ, đói là đói, ăn cái gì cũng được, ăn đồ ăn ngon cũng ăn mà dở cũng ăn. Còn chúng ta không có cái đó đâu. Ngay cả thầy cũng vậy, ngon thì ăn nhiều mà dở ăn ít, đúng không quý vị? Rõ ràng như ban ngày. Hồi nãy đó là tôi hỏi quý vị đó là cái câu nhà thơ Thầy Đăng nào là nói tình chỉ đẹp khi còn dang dở, ai? TTK tình hết vui khi nó kẹt câu thề, phải không? Tại sao còn dang dở đẹp vậy? Tưởng dễ sợ. À, quý vị để ý coi, quý vị mà khi mà lấy chồng rồi là quý vị đó có một mối tình đầu quý vị không có lấy được á, rồi về lấy cái thằng trai chồng của quý vị không chịu tốt tôi quý vị là giờ nó hành hạ quý vị rồi đó, một lần nó hành cái quý vị nghĩ tới người cũ à? Có không quý vị? Hồi đó trời ơi, mình muốn cái gì là ổng chiều mình cái đó, phải không? Tại vì sao vậy? Tại vì tình chỉ đẹp chứ còn dáng dở, phải không? Còn bây giờ tôi đi vợ tôi một kiều liên nè, nó hồi xưa nó biết một kiều liên mặc bự bự vậy đâu thèm đâu, phải không? Rồi xách cái máy chạy đi. À, lúc em rồi là phải bò xuống, hai em rồi là phải chạy lên cầu. Đó là nó sai, nó này chạy như là cho chóng vậy đó. Thành như vậy đó, chúng ta nhớ, chúng ta mà được danh dở chúng ta có đẹp lắm. Cũng như tôi nói thật đó, nói gì tôi có yêu không? Có, tôi có nhiều mối tình lắm đó. Trong cuộc đời tôi có nhiều mối tình lắm. Nhưng mà rốt cuộc là tôi vẫn còn những mối tình đẹp không à. Một cái mối tình đầu tiên của tôi đó, là hồi đó tôi cũng đang ngồi trong học tăng, thì tăng giảng pháp như vậy. Hồi đó cái thời tôi nó đâu có cell phone, nó đâu có text đâu, nó đâu có email, nó cũng không có cái gì để mà liên hệ được với mấy người nữ, đúng không vậy? Một tháng chỉ có 2 ngày có gặp người nữ là ngày rằm với mùng 1, cái bà vô sáng tối, và một năm có 3 ngày lễ Vu Lan, còn cái tổng chùa làng đó cái gì, cô này biết chùa Long Hiền là cái gì đó, cái chùa nó lớn, cô này đưa lên là nó có hàng trèo và bà thượng, là ông biết ma nữa, làm sao mà gặp được, phải không? Trong cái cô đó đó, rồi mình tỏ tình mà khi nào mà mừng lắm là cổ vô cổ thỉnh kinh kiểu là mình chạy lên mình nhắc nó thư vô cái kinh đưa cho cổ và được sai lấy cái kinh cho con đi là mình đưa lên mình, thấy không? Cái mình nhé cái thư tình vô rồi ngồi trong trong nửa tháng trời sau cổ mới đi sắm hối, phải không? Còn trong này một tháng mới gặp được có 2 lần sắm hối, phải lên cái ngồi của đó là cái trường hương chùa đó là Long Thiền hồi xưa tổ chức cái đàn lớn đó, cô biết mà trường hương hồi xưa mình kêu là trường hương nhớ không? Đó là ngày từ năm tháng 4 tới năm tháng 7 là coi như là trường hương 3 tháng ở biên cái là tổ chức cho đủ chức mấy ngàn người về trong cái chùa Long Thiền đó, tổ cầm cái cuốn kinh có lá thư tình của tôi tỏ tình, tôi nói là tôi thương cổ là chết bắt tôi nhảy vô lửa cũng chết, tôi cũng chết mà bằng sao cũng được, mà nếu là ta cái chưa là thương hết thì cổ cầm cổ lên. Tôi nhớ cái cô đó là cái thời đó là cổ để coi tuổi nhỏ hơn tôi cũng thẳng buộc năm nay tổ chức cũng còn cũng cỡ 59-60 rồi, nhỏ tôi tuổi là tôi 61 giờ cũng già không rồi, chắc cũng già tuổi đế rồi, chắc bà ngoại mà nội Việt Nam rồi. Thì cổ mới cầm cái lá thư đó cổ đưa cho đông đại chúng, và ông bà thư cũng đang giải pháp sửa mà hỏi gì, con có hỏi cái gì, thí chủ có hỏi gì, và đưa lên bà thượng tới giờ con có hỏi. Ở trong đây 40 ông đệ tử của bà thượng nó có một ông, cái ông đó bà thượng nói ông nào, ông viết thư tỏ tình với con. Mà hồi đó tôi còn nhớ là viết cái tỏ tình rồi mà lấy bông mình ép vô nữa, cái thời mình nó thời đó cái gì nhớ không, ép cái bông nó để vô cho nó hoặc là lên, thì tôi lúc đó tôi lấy cái lá bồ đề ép vô nó lại cho nó tươi ra rồi xịt dầu thô rồi vô nữa, rồi đó em bắt đầu vẽ cái tim, vẽ cái tim rồi có mũi tên tâm xi máu nữa. Cái thời không, cái thời đó cái gì được cái ông làm viết chương trình là cái mốt đó, có không quý vị? Nếu mà em không tương anh là cái chim có cái mũi tên đốm máu đó. Rồi cái bà nói thơ thầy và thượng có ông tăng thương con mà con biết tên ổng nhưng mà con không nói, ổng nói là để chứng minh là biểu nhảy xuống sông Đồng Nai nhảy cầu Gành ổng cũng nhảy, là ổng tự tử để chứng minh cái tình yêu bây giờ là con không có cần hết á, con cứ yêu cầu cái ông thầy mà tác giả cái thơ này lên đây và trước đại chúng là chỉ cần khung em một cái là em lấy liền.
nội tôi cũng giác hùng đấy. Quý vị thấy không? Nhưng mà cái đó nó làm cho tôi đau khổ, tôi hận, tôi thù, tôi nói cái bà này nó không trân trọng những cái gì tôi giết. Tại vì mình á, giết bộ đất tinh tình nó khổ lắm, mình giết rồi cái mình coi nó không được cái mình xé, giết hầu như 40-50 lần nó mới ra được một cái lá mà nắng nó, hiểu không? Rồi lấy cái bút rong đó giết cho nó đẹp, thấy không? Rồi đó mà còn kiếm cái mình cái lá mà nó cái đỏ nó lấy cái màu tươi là đỏ đỏ như là đốm máu dữ dữ vô nó tươi nữa. Mà cổ coi như cổ không có trân quý cái tình cảm mình. Nhưng mà nhờ cái cú sốc đó nó làm một cái bà thượng dòm xuống mà đứa nào không dòm mà giống như tôi dòm thì chạy nhãn chạy hỉ bây giờ đó. Cái mồ hôi mà nó tuôn, mồ hôi nó đổ, cái mồ đây mà cái kinh nó đổ như này nè, nó đổ lột bột lột bột, nó còn lai khó phải không? Thì ra mấy nhận với sao? Hình như từ đó sau tôi thành, cũng nhờ cái cô đó cô làm tôi một cú là coi như là tôi tỉnh luôn cả cũng thời gian rất là dài, nhưng mà cũng không tỉnh bao lâu đâu. Rồi qua Mỹ cũng bị nữa. Cái nói cái việc tôi nặng xuống thành, nhưng mà nhờ những cái đó, nhưng mà rồi bây giờ đó, tôi nghĩ về cổ là cũng là đẹp, nhưng mà có một bữa kia, thì cái ông bạn cùng tôi ra đời, ông gửi ra cái tấm hình, ông nói ở đây thầy Thông Lai đọc cái hình này đi, coi có một Phật tử ở Việt Nam bây giờ ái mộ thầy lắm, thì tôi cũng không ý vậy ra. Tới hồi gửi là cái tên xưa tôi nhìn vô, trời ơi, tôi tưởng là tôi cũng chẳng có ý gì, tại khi mình đặt cái hình đó là mình đa số người ta gửi là xin để mà được gửi vào nhà thờ Dông ở làng Di Đà lắm, nhiều lắm. Đó là người cũ của tôi mà tôi nhìn tôi tưởng là cái bà mà gửi về thờ Dông. Tôi dùng một bên. Thì bữa kia cái ông kêu người nào mới nói Quỳnh Thông Lai sẽ email cho ông cái người xưa mà ông không thấy ông trả lời cho tôi người xưa nào. Cái mới ông là coi cái thư mà tôi để là hội ái hữu Biên Hòa đó, nhớ chưa? Trường Cô Quyền á, ông nhớ không? Có cái tôi highlight đó. À, cái cô đó cũng học Cô Quyền. Cái tôi là cái tôi có ổ gì hát là ta coi trời ơi, cái người trong mộng của tôi đó. Mà thật tôi tiếc rằng nó đừng bao giờ nó gửi cái đó. Nó đừng gửi cái đó thì tôi còn có một chút gì để nhớ, chút gì để thương, phải không? Mà bây giờ tôi coi cái hình này tôi tự nhiên tôi nói được khủng hoảng tôi đứt đời vậy sao mà thương được á? Nghĩa là nhìn không có một cái gì của người xưa nữa hết. Và từ đó là tôi nghe nó chết mất hết rồi, nó chết những cái gì mà tôi nghĩ với tôi. Sau khi tôi coi đó là tôi mới lột lại cái cuốn album mà hồi mà cách đây 1900 mà coi như 68 á, cái năm tôi học xuống đề 1 á, tôi lật ra cái cô đó với lúc mà tôi tỏ tình là cổ, tôi có cái hình của cổ mà chụp tập thể á, tôi lấy là không có một cái nét gì mà để ấy. Và từ đó tự nhiên là tôi không còn một cái dính líu gì, nó phủi sạch, nó phủi kia coi cái hình mà là xong rồi. Tôi là cái gì biết nó tệ cái nỗi tôi tưởng là cái hình thời gian thật tốt hả? Không, mà đàn bà ở Việt Nam mà 60 tuổi mà già, mà già dữ lắm. Có không có gì? Họ già mình nhìn nó, mình thấy da mà nó mốn rồi răng rồi bụi xạo hết rồi. Nó hỏi nó vậy sao mà mình thương được hả? Thành ra từ đó với tôi tỉnh. Đó, còn ba bên đây thì cũng bị hoài chứ cũng bị, nhưng mà rồi có những cái là mình tỉnh. Mà qua đây nó tỉnh là sao? Nó tỉnh là nhờ mình có địa tỉnh nhiều. Khi mà mình có địa tỉnh nhiều á, mình giống như mình cái đầu tàu, họ đang kéo theo mình đang kéo họ. Đầu tiên là cái xe lửa đề ba là có thể là cái đầu tàu kéo không quý vị? Cái đầu tàu nó kéo rồi mà khi xe lửa tại sao mà nó thắng không thắng được vì cái lực đẩy của những cái tam to đó. Tôi bây giờ tôi có 3-4 ngàn cái to nó kéo xuôi lên tôi. Trong làng Di Đà 1 cho lần 2 rồi điện tử xuất gia, điện tử giao duyên cũng cả ngàn được biết bao nhiêu khóa rồi. Mà hả mình mà bậy bạ cái là các cái to sao nó đẩy mình không có đi sai được. Nên nó mình nghĩ. Nên từ đó tôi cũng là phàm phu, nên là đối ăn hạt uống mệnh ngủ. Và thấy gái đẹp vẫn có rung động, giờ vi tế hoặc cũng phải biết cái coi nó đẹp chỗ nào. Nhưng mà nó không có vọng tưởng nữa, đẹp thì thấy đẹp nhưng mà không có suy nghĩ thêm nữa. À, tại vì tôi giác ngộ ngay lúc con mèo khi chết, con mèo bốn chân chết, con mèo Minh Kỳ chết, là ngay buổi chiều đó tôi ra ngay cái góc giường tôi chôn đó, rồi cái tôi khổ, tôi ngồi đó đi tôi không ngủ. Ngay đi nó tưởng nó chết là trước sau nó cũng chết, con mèo không chết trước chứ sao mà biết đâu bây giờ này nó ở chùa, nó nghe kinh, nó làm công quả, bây giờ nó ở cái cõi trời nào đó mình đi thấp đó. Phải không? Thành từ đó chúng ta thấy cái vô minh nó là từ chúng ta mà cái khổ cũng từ chúng ta. Bây giờ quý vị thấy rõ nè, tất cả đều do nhân và quả hết. À, cái nhân mình tưởng tượng thì cái quả mình khổ à. Quý vị thấy rõ không? Bây giờ đó, cái quả đất này bị ô nhiễm, cái quả đất này đang bị đổi thay đổi khí hậu, bây giờ quý vị thấy ở đâu cũng thay đổi khí hậu phải không? Năm thịnh phải đi thiếu mưa quý vị tin không?
Như vậy là ô nhiễm là đâu? Do tất cả loài người chúng ta, tất cả các nước cứ đốt khói rồi xài những cái chất hóa chất như là freon, sạc ga, rồi cứ cái nhà máy phun lên, phun riết là cái tầng ozone nó hư, và bây giờ trái đất bị thay đổi khí hậu, cái lớp ống lên và bão lụt nhiều, mình đổi thừa tại thượng đế, đổi thật thừa tại có không quý vị? Tại loài người chúng ta, quý vị thấy rõ không? Hả, là cái nhân uống rượu là cái quả gì? Cái quả bị tiết kiệm cũng đủ chạy xe, phải không? Cái nhân mà cờ bạc là cái quả gia đình tan nát nghèo khổ, thấy rõ ràng lắm, quý vị thấy rõ không? Thành ra cái nhân đi học là cái quả là người có địa vị, có bằng cấp. Cái nhân đi tu là cái quả được giác ngộ. Cái nhân niệm Phật là cái quả được giảng sanh, phải không? Cái nhân làm biết là cái quả bị nghèo hèn, nó đi đôi với bóng với hình chứ không có gì tự mình. Còn mình đau khổ thêm là những cái vọng tưởng của mình. Thì ta quý vị nhớ, khi bắt đầu bị ai gạt một cái là chúng ta tự liệt. Chúng ta bị nhất là những vị những bà tám mà nói vô cái vọng tưởng của mình, một vọng tưởng của mấy bà tám xin vô nữa, cái chúng ta bị mất cái quyền chủ động chúng ta. Rồi từ nay quý vị lấy lại cái quyền mà chủ cho thầy đi. Bây giờ hỏi lại một câu hỏi này rất hay, hỏi về cái vấn đề mà kinh Địa Tạng của tôi lục ra tôi nhận qua, tôi có nói cái chủ đề cái kinh Địa Tạng mà nói về các cái vị quốc vương mà trong kinh Địa Tạng mà làm cái hành bố thí. Tại câu hỏi nó quá nhiều đi rồi tôi không có thời gian. Tôi thấy những cái câu hỏi nào là ưu tiên tôi lấy lên trước. Hôm qua tôi có nói là một cái đoạn họ đem phân tách ra cái chuyện bố thí cúng dường mà đạo Phật, mà nếu không khai giảng cái đề ra đó, thì đạo Phật bị người ta đánh giá là đạo Phật nghĩa là nó quá là coi như có đây cúng dường đại gia hỏi về cái cúng dường. Đây. Trong kinh Địa Tạng bổn nguyện con có đọc được 10 lần do bà nội con thỉnh tại chùa thầy, và bà nội nói ba con bị chết trong trại tù cải tạo, con nên tụng cho ba con vào những cái ngày lễ đám giỗ, thì con tụng và con thấy có một cái đoạn mà con không giữ ý gì sao. Đây là câu hỏi của một nam Phật tử mới có 22 tuổi. Trong kinh Địa Tạng Phật dạy Bồ Tát Địa Tạng Vương trong cõi Nam Dương Phù Đề có các vị quốc vương, hàng tể phụ quan chức lớn, hàng đại trưởng giả nhân dân, nếu gặp kẻ nghèo túng nhận đến kẻ tật quyền tâm nọn đuôi nít mà có thể đủ tâm từ bi, lại có lòng vui vẻ tự tay hạ mình, tự tay mình đem của ra bố thí cho tất cả những kẻ đó, hoặc bảo người khác đem cho lại dùng lời ôn tồn và dịu an ủi, thì các vị quốc vương đó sẽ được phước lợi bằng công đức cúng dường cho trăm hàng hà sa chư Phật. Vì sao? Vì các vị quốc vương đó phát tâm đại từ bi đối với kẻ nghèo hèn cần tật, phước lành được hưởng quả báo như thế, trong trăm nghìn đời thường được đầy đủ những đồ thất bảo, huống là những thứ đi thợ dụng như y phục, đồ ăn uống nhân dân, phải không quý vị? Là nói một ông vua đó, ông có thể hạ mình, ông đem cúng cho người nghèo. Thì cái chú này tôi đọc 10 lần, thì nói lần thứ 10 con đọc con thấy nó có cái điểm mâu thuẫn. Mấy ông vua đó hồi xưa nó có bóc lột dân lành không quý vị? Đương nhiên vua mà của cái thời phong kiến nó bóc lột dễ sợ lắm, phải không quý vị? Mà ông vua đó bây giờ đó quý vị có con gái đẹp mà ông vua ông nói ông sai cái nó phải dám là tiết trung, quý vị phải gả không? Gả. Mà ông vua ông thấy quý vị có cái miếng đất nó đẹp, ông biểu là cái vị dân, đúng không quý vị? Như vậy ông vua đó là dễ sợ, tội ác dễ sợ lắm. Mà Phật nói ông đem cái tiền đó ra ông bố thí thì đâu phải là tiền tài nữa, mà tài là được tôi phước lợi dùng trong ngàn đời. Ông vua đó là chú này tôi nói theo kinh, ông vua thời đó ông nào cũng có là ít nhất vài trăm bà vợ, phải không quý vị? Rồi á ngồi không hưởng vũ lục, nghĩa là thả đủ cái giới hết nè, sắc sanh ông vua cũng có, trộm cắp á hả, cốt đêm là giặc mà cốt ngày là vua, phải không quý vị? Cốt ban đêm là giặc mà cốt ngày là Nguyễn Tấn Dũng đó. Chứ còn gì nữa, cốt có lai sanh đúng không quý vị? Như vậy cốt đêm là giặc mà cốt ngày là vua. Như vậy á ổng uống rượu cũng phá luôn, ổng quẹt tà dâm cũng hai ba vợ luôn, hả? Rồi ổng sắc sanh là cũng thế nào cũng là ra lệnh giết người này giết người luôn, thế nào giết quan mọi người, phải không? Rồi đó ổng ra lệnh đó, người dân ở biển thì xuống dưới núi, ở chúng biển thì mò một trai lên rừng để tìm sừng tê giác, để tìm trầm, là nhà vua nằm trên những cái giường bằng trầm hương, đó là đủ thứ cái phước báo mà ổng đâu có làm gì đâu. À ổng chỉ là cái người này trước có tu, giờ ngồi trên hưởng là ổng tạo tội đủ thứ chuyện, mà ai á
mà khen ổng á thì ổng cho mình thần nó chết, mà ai mà trung thần ổng giết có không vậy? Thì như vậy ông vua ổng đủ tội ác hết rồi, cái đồng tiền ổng là quế tài chứ không phải là tự tài. Vậy ổng đem cho đức thần nói là hưởng phước bằng 100.000, con nghĩ không có đúng như được nhân quả. Thì chú mới nói câu này xong, chú mới kèm theo thí dụ vào những cái dụ. Nó chỉ là một cái thằng ở dưới Cà Mau, nó nghèo hè, trong vô vương nó đau, giờ nó lên nó nắm có mấy tỷ đô la, giờ cái bồ mã của cha nó thấy cũng có mấy triệu đô la, nó ăn sưng mặt trước, con cái nó vài cái đầu tư, nó mua đất, con cháu nó mua đầy đó bên Mỹ này hết nè. Thì như vậy nó bữa nào nó đem lời cho pháp hội cho thầy đó, nó cúng cho 1 triệu gì nữa đó, cũng không hiểu cái gì, cái tài sản mấy chục tỷ đô la không, nó có công đức không? Nếu mà Nguyễn Tân Dũng nó bóc lột ra mà không công đức thì mấy ông vua này cũng bóc lột như vậy thôi à, phải không? Tại sao chư Phật lại nói cái đoạn này? Con thấy không có phù hợp. Phật kêu là phải tịnh tài, bây giờ đi cúng dường. Mà con mà đi ăn trộm thôi, ăn trộm của mẹ con á, con có hỏi một vị thầy, con không có tiền mà con thấy mẹ con á, ở đây bà giấu á, ở trong cái tủ á, con cạy ra con lấy 50 đồng con đi cúng. Như vậy con có công đức, con mới không có công đức. Như vậy là con lấy của mẹ con á là cũng là thanh thuộc rồi, mẹ là cũng để cho con. Nhưng mà bây giờ Nguyễn Tấn Dũng lấy của trăm họ bán tánh á, tịch thu tài sản đúng cái chuyện lương lậu, đó là tiền của người ta gửi về rồi đó là đổi ra tiền Hồ Chí Minh ra là lấy cái tiền thiện rồi cũng ở đầu tư, thì tội ác về trời là thầy phải sạch sạch, là bị cái dụng xuống giường không có phước đâu, cho nên đúng cái tội nhiều hơn. Thì bây giờ nó ông vua thì cũng vậy nè, sao không phước được, nói xong nghe vậy. Bây giờ một đứa bé nó tụng Địa Tạng mà bà nội nó bắt nó tụng, mỗi một lần mình nó dỗ ba nó là bắt tụng Địa Tạng, Địa Tạng ba đó, nó nói con tụng thì con tụng, nhưng mà con hỏi rõ ràng bà nội con ăn cắp bà nội tiền con cúng dường con phước không, không. Nói vậy là sao trong kinh này ông vua này ông cướp của người ta, ông tịch thu tài sản ở bên đó có cái phong tục, cái thờ phật thần nói gì với ông vua Ấn Độ này, có phải ông trưởng giả ông đẻ ra 6 đứa con gái rồi đó ông chết đi, trong khi ông chết thì cái bà vợ bà trưởng giả bà trưởng lão đó bà trưởng giả nó có ra có mang, thì vua Ma Tiên Thạch chuẩn bị cái luật Ấn Độ hồi xưa là tất cả những người nào mà có tài sản mà triệu phú mà không có con trai thì tất cả cái tài sản nó được xung vào trong quỹ quốc gia, phải không quý vị? Lực Ấn Độ thì bắt đầu các ông quan cũng là chuẩn bị liên phong kiểm kê tài sản để tịch thu hết các kho tàng của cái ông trưởng giả đó vợ chết, vì không có con trai thì cái bà vợ đó bà dẫn 6 đứa con vào gặp vua Ma Tiên Thạch đồng ý là lão gia của tôi chết không có để lại con trai, nhưng mà tôi đã có bầu, còn 3 tháng nữa tôi sanh thì xin để hạ cho chờ 3 tháng nữa, nếu mà để ra con trai thì gia tài là tôi chịu nó, mà để là con gái thì tôi xin dâng cái gia tài này lên cho bệ hạ, đúng không quý vị? Và sau cùng nó đẻ là một thịt, 3 tháng sau đẻ ra cái đứa nhỏ đó, con mắt nó thì nó không có, lỗ tai nó chỉ có 2 cái lỗ không có dần, cái miệng á thì nó chỉ có cái lỗ vậy thôi để mà đổ sữa vô chứ uống thôi, và 2 tay cũng không có, 2 chân cũng không có, mà nó lại có cái 5 căn. Do đó mấy ông quan về ông nói thằng bé này nó đẻ ra một cái thằng nhi 2 con mắt không có, mù, 2 lỗ tai thì không có, dành tay chỉ có 2 cái lỗ thôi, cái miệng thì có cái lỗ để vừa đủ để uống sữa vừa ăn thôi, và nó có cái 5 căn để nó uống đích thôi, để mà tiêu hóa vậy thôi. Thì ông vua họp được cái gì, nhưng mà có 5 căn để mà con trai. Thì ra như vậy 6 đứa con gái thì nó tức quá, nó vô nó đập Phật và nó nói là tại sao 6 đứa con gái mà không bằng một cái cục quái thai thì chỉ có một cái 5 căn về cái lưỡi đích thôi, chỉ có miệng cái nước ăn thôi đó. Thì Phật có kể một cái tiền thân á, tiền thân của một cái ông mà cái đứa nhỏ mà đi vô đó, là cái đứa nhỏ đó là đời trước á, đời Phật Ca Diếp á, nó là một cái vị mà đại tướng ở cũng tại Bạch Xá Lệ này, thời Đức Phật quá khứ là Phật Ca Diếp rồi á, ổng là đại tướng, mỗi lần ổng bắt được tù nhân á thì ổng đâm cái đuôi mắt, ổng cắt vừa lỗ tai và ổng chặt tứ chi, phải không? Nhưng mà được con cái đó, là ổng chặt tứ chi vậy thôi, rồi cái là ổng làm tới cuối cùng ổng sao nguyên một cái nhiếp, thì bắt đầu ổng có phát nguyện rằng ổng đem hết tất cả những cái tài sản gì của ổng đó mà ổng cúng, ổng cúng cho Phật Ca Diếp và tay là thanh đoàn của ngài, và dưới cái ước nguyện là cho con giải trừ tất cả các ác nghiệp, và nguyện cho con đời nào sanh ra đời nào con dù có không tay không chân không biết cái nghiệp con sẽ bị lên, con vẫn không làm những con người nuôi mà con vẫn có gia tài đầy đủ. Với cái ước nguyện đó thành ra ổng 500 đời đẻ ra đứa nào cũng làm con của nhà giàu, nhưng mà không tay không chân chỉ có cái 5 căn thôi. Vì cái nghiệp đó